Nói tiếng Anh sẵn rồi mà gì? Đổi tiếng Anh như nào? Của chị nó là tiếng gì? Nó đang là tiếng Việt ạ. À, tiếng Việt thì có thể là mình để cái chế độ là dịch đây này. Có thể mình để cái chế độ dịch ấy. Đấy. Đâu ạ, phần nào Đây này, mình có thể để chế độ dịch này. Đúng không? Máy mình có vâng để chế độ dịch không? Máy mình có chế vâng độ dịch không? ừ. Chứ còn thằng này thì nó mặc định là tiếng Anh, nó không chẳng có ngôn ngữ nào khác cả. Thằng này chẳng có ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh nhỉ? Muốn đổi sang tiếng khác chẳng được, muốn đổi sang tiếng Việt cũng chẳng được. Đấy, cái đấy thì chị xem lại cái phần trình duyệt của mình thôi nhé. Ok. Ok chưa ạ? Chị còn hỏi gì nữa không? Hello. Chưa còn hỏi gì nữa không ạ? Rồi rồi rồi. À. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một loại AI khác nha. Hello. Thì ok. Đợi một chút nha, anh cho em đợi. Thế hôm nay thầy giảng lại một chút ở cái chỗ mà mình tạo cái 10 giây xong rồi đến tạo cái 10 giây thứ hai ấy ạ. Tại vì nó chỉ được có 10 giây ấy, cắt cái 10 giây đi rồi xong rồi tí không biết làm cách nào để nó thêm được cái 10 giây nữa. Để có thể nối vào thành thành một cái dài ấy ạ. À, thì cái đoạn đấy nhá, thì là mình khi mà mình cắt 10 giây ấy, thì cái đoạn cuối mình để ý ấy, đấy, cái đoạn cuối là cái đoạn nào đấy, thì mình kéo cái video này đến đoạn đầu làm sao nó trùng gần trùng với đoạn cuối, thế là được đúng không? Như hôm qua em có làm rất là kỹ cái phần đấy đấy đúng không? Là cái kéo cái đoạn mà gì ạ, 10 giây đầu tiên này, sau đó là gì ạ,
mình kéo cái đoạn 10 giây tiếp theo ấy, làm sao để cái đoạn đầu ấy nó trùng gần với đoạn cuối của cái 10 giây trước. Đó. Thì là nó sẽ ra, nó ra cái video nó gần khớp. Và lúc mình ghép vào ấy, thì mình để ý để mình kéo, mình cắt cho nó khớp vào là được thôi. Vâng, nhưng mà thầy ơi, cái mà 10 10 cái giây đầu ấy xong mình phải lưu nó lại đúng không? Xong mình mới lại làm tiếp cái 10 giây thứ hai phải không ạ? Tất nhiên phải lưu vào chứ. Mình lưu xong rồi mình lại tải cái video kia xong mình cắt tiếp 10 giây phải không ạ? Đúng rồi, thì trong lúc mà nó đang tạo video thì lúc đấy thì mình xử lý, mình lưu cái này vào, đúng Vâng. không? Ừ. Cảm ơn thầy. Ok, và là mình đã lưu chỗ nào. Rồi nha, là chúng ta sẽ cái loại mới nha. Rồi. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái mặt của mình để làm video, được không anh em? Đấy, và nó sẽ ra những cái video rất là thú vị đó. Ví dụ chia sẻ cái video cho anh chị em. Video trong trên này. Đây. Rồi. Đấy, chúng ta có thể làm ra những cái video như này bằng chính cái mặt mình luôn. Đấy. Ok không ạ? Dùng chính mặt mình làm nhân vật và avatar luôn. Và sau đó thì sao ạ? Là chúng ta sẽ tạo ra những cái nhân vật và mình sẽ ghép vào những cái phông, những cái khung, rồi những cái đoạn đối thoại sẽ ra những cái bộ phim. Đấy, ra những cái bộ phim, bộ video. Nhưng ở đây ít nhất đấy là chúng ta học cái cơ bản đầu tiên đấy là tạo ra cái nhân vật và những cái cử động như này. Ok không ạ? Rồi. Và để làm điều đó thì chúng ta vào cái trang web này. Đó, nó gọi là avatar.me.
Huy sẽ gửi cái trang web này vào trong cái phần chat cho anh chị em. Avatar.me. Đấy, thì ở đây anh chị em thấy nó có cái phần giới thiệu này. Đấy, chúng ta chỉ cần chụp cái ảnh, sau đó là chúng ta đưa vào lựa chọn những trang phục này, nó có sẵn các trang phục rồi, các kích cỡ cơ thể này. Đó, sau đó là các cái tư thế này, đấy, kính này, màu tóc này. Đấy. Sau đó là chúng ta import nó vào một cái phần mềm 3D để chúng ta có thể là gì ạ? Là biến nó thành những cái bộ phim. Đấy, cái phần mà đưa vào phần mềm 3D thì nó phức tạp hơn, bởi vì cái phần riêng cái học cái phần chỉnh camera nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Thì ngày hôm nay là chúng ta chỉ đơn giản làm cái đơn giản nhất, đấy là tạo ra cái nhân vật và những cái động tác, và chỉ cần một cái video này thì chúng ta đã có thể sử dụng nó để đưa vào những cái gọi là phim hoạt hình, nó dạng đơn giản nhất, nó dạng gọi là 2D. Đấy, không cần đến 3D kinh khủng như này, nhưng mà 2D đó là rất ok rồi, đúng không ạ? Đấy, đây nó cũng có cái hướng dẫn này. Đấy. Đấy. Chúng Chúng ta sẽ lựa chọn ta các cái avatar này, hình dáng này. Đó. Và sau đó thì chúng ta có thể là tích hợp vào trong các cái phần mềm chuyên dụng để mà làm video. Đó. Thì việc đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải phải sign in vào. Thì tạm thời cái thằng này ấy, thì nó đang miễn phí anh chị em nhé, miễn phí. Cho nên là chúng ta có thể dùng hoàn toàn miễn phí. Chúng ta nhấn là Continue with Google này. Đó. Sau đó chúng ta chọn một cái email, một tài khoản email mà chúng ta đã đăng nhập nhé. Đó, thì ở đây là Huy đã test thử một vài loại rồi. Và bây giờ thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một con mới hoàn toàn, làm một cái mới hoàn toàn nhé. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào Add. Đấy, New Avatar này, chúng ta nhấn vào Add này, dấu cộng này. Đúng không ạ? Đấy, một số anh chị em nào mà có máy tính thì chúng ta có thể làm theo luôn, đúng không ạ? Thực hành luôn nhé. Chúng ta nhấn vào S này. Rồi. Ở đây ấy, là chúng ta sẽ chọn cái gì ạ? Chọn cái khuôn mặt. Chọn khuôn mặt. Nếu mà chúng ta chưa có khuôn mặt thì chúng ta làm sao ạ? Nhấn vào cái nhấn dấu cộng này, nhấn vào New Face này. Đấy, chính nhấn New Face này. Đó. Thì một là chúng ta sử dụng camera. Sử dụng camera thì chúng ta sẽ phải sử dụng gì ạ? Điện thoại. Cái thứ hai là chúng ta upload photo. Đấy, ví dụ như Huy ở đây Huy chọn là upload photo. Thì để mà upload photo ấy thì chúng ta cũng cần phải ba cái khuôn mặt. Thứ nhất là chụp thẳng này, thứ hai chụp nghiêng sang trái này, thứ ba chụp nghiêng sang phải này, đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ upload ba cái ảnh của mình. Thì chúng ta đưa điện thoại lên, chúng ta chụp một cái thẳng, chụp một cái bên trái, chụp một cái bên phải, anh em thấy không ạ? Ví dụ như này nhé, mình đưa điện thoại lên mình chụp một cái. Đấy, mình chụp nha, mình chụp selfie nha, được chưa? Mình chụp một cái thẳng này, nhìn thẳng vào camera nhé, nhìn thẳng với ống kính nha. Rồi, quay sang trái, chụp cái nữa. Quay sang phải, chụp cái nữa. Thế thôi. Ok không ạ? Sau đó thì mình gửi cái file này vào máy tính. Đấy. Đấy. Sau đó thì mình vào mình lấy cái hình ảnh xuống thôi. Ok không ạ? Rồi, bây giờ mình up lên thôi. Đây, một cái hình thẳng, một hình nhìn sang trái, một hình nhìn sang phải. Ok không ạ? Đấy. Rồi, sau đó là chúng ta chọn này, cái chọn là body type này. Thì chúng ta là chọn là nam hay nữ. Ví dụ như là Huy chọn là nam. Được chưa ạ? Nam thì nó có hình mũi tên này, nữ thì nó có cái hình cái gương này. Đấy. Rồi, ở đây nó có một số cái hướng dẫn nhé. Đó là cái mặt của mình ấy, cái mặt mà mình chụp selfie này thì nó không được quá xa, quá 0,7 mét, được chưa? Một cái bàn tay của mình nó chỉ có gì ạ? Nó chỉ có khoảng độ 40 đến 50 cm thôi. Mình để lên 0,7 cm thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ quá xa, được chưa? Rồi cái tỷ lệ thì nên là cái tỷ lệ
chiều dọc, mình không nên chụp ngang, mình nên chụp dọc nhá. Tất cả cái camera này phải chụp bằng từ một cái điện thoại, không nên chụp bằng hai ba cái điện thoại khác nhau. Nên nên bỏ kính ra, nên bỏ kính và cà vạt ra, nên bỏ kính và mũ ra để mà chụp. Tuy nhiên thì Huy thấy rằng là Huy dùng kính thì nó vẫn ok. Rồi cái ánh sáng nó phải đủ tốt nha. Rồi sau đó thì chúng ta nhấn submit, ok không ạ? Rồi đấy, như vậy là Huy đã có một cái avatar mới ở đây. Đấy, nó đang tạo đây này. Có ai đang làm theo được không? Đến đoạn này có ai làm theo được Hello. Hello. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn vào đây là gì ạ? Để edit này. Rồi. Đây là cái hình mặc định này. Được chưa? Đấy. Anh em nhìn thấy không? Anh mặc định là nó 3D như này. Đấy. Đó. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta có thể lựa chọn cái gì ạ? Cái thân hình của mình nó là béo, là gầy, đấy, là body cơ bắp hay là loại rất gầy. Đúng không ạ? Ví dụ là Vi chọn cái loại này là cũng ok một tí. Rồi, tông màu da là đen hay là trắng. Được chưa? Mình chọn cái loại mà hơi vàng vàng thì nó cũng được. Rồi, được chưa? Sau đó thì chúng ta nhấn sang gì ạ? Sang tóc. Nhá. Tóc thì ở đây thì có rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Đấy. Đấy, thì Vi sẽ chọn cái kiểu tóc mà nó sẽ như này. Đấy. Zoom vào. Đấy. Mình thấy cái kiểu tóc này ok thì mình đưa vào. Đấy. Đấy, tóc mình nó dạng kiểu kiểu như này, tóc nó ngắn ngắn như này. Đấy, hoặc là mình có thể cho nó đội mũ. Đấy, cho đội mũ. Đấy, được hoặc là để tóc. Rồi, có rất nhiều loại tóc khác nhau nhé. Cả nam, cả nữ có rất nhiều loại tóc khác nhau cho chúng ta chọn nhé. Đấy, rồi, màu tóc nữa. Màu tóc mình chọn là màu đen. Đó, được chưa ạ? Ok. Rồi, xong là đến gì ạ? Đến trang phục. Thì trang phục ở đây thì cũng có nhiều loại trang phục khác nhau để cho chúng ta lựa chọn. Được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ trang phục mình cảm thấy hợp lý. Đó. Đó. Ví dụ thế. Đây, bộ này có vẻ trông cũng đẹp đấy. Đây. Được. Rồi. Đấy, nữ thì cũng có những một số cái bộ trang phục của nữ. Thôi, mình chọn cái này đi. Áo trắng cho nó giống chủ tịch. À, sau đó là đến phần kính. Đấy, mình có thể cho đeo kính hoặc là không đeo kính. Ok không ạ? Kính thì ở đây mình có rồi. Mình đeo kính ở đây rồi, cho nên là mình không chọn kính nữa. Nên nếu mà mình chưa đeo kính thì mình có thể chọn cái kính. Đấy. Chọn cái kính phù hợp. Đấy, ạ, chọn kính phù hợp. Có lẽ là mình nên bỏ kính ra, xong rồi mình chọn kính này rất là hay.
Đấy. Ok. Rồi, chuyển sang kính đen luôn. Ok không ạ? À, sau đến là gì ạ? Đến là giày. Mình chọn là giày, là loại giày gì? Đấy. Đấy, giày thể thao. Ok không ạ? Đấy, còn này. Rồi, đúng phong cách mình thích đây rồi. Đấy. Trông nó cũng người mập mập, đúng không ạ? Đấy, trông cũng chất đấy. Rồi sau đó là đến gì ạ? Đến những cái động tác. Đấy, đến những cái động tác. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đến những cái động tác này. Đấy. Rất nhiều những cái động tác như thế. Đó. Đó. Rồi, động tác nằm. Đấy. Anh em nhìn thấy ấy, cái cách mà nó chuyển động tác nó rất là thú vị nhé. Nó đứng lên ngồi xuống này. Đấy, rất là đáng yêu luôn. Đó. Được không ạ? Anh em thấy không ạ? Thú vị không ạ? Rồi. Ui giời, động tác đau đầu. Ui đau đầu quá. Rồi. Ui động tác nhảy, nhảy rất là lạ luôn. Rồi. Rồi, động tác này là gọi là nhảy theo nhạc, à, gọi là như kiểu nhạc trưởng ấy. Đấy. Ừ. Để này có vẻ là tức giận này. Đấy. À, có điện nhá. Này, có điện nhá. Đấy, kinh không? Đó. Đây là đứng rồi, động tác này đứng rồi. Đấy, động tác này là gì ạ? Là khoe sức mạnh cơ bắp. Ừ. Đấy, động tác này nói to, hét to. Đấy. Đúng chưa? Rất là yêu. Ừ. Rồi, ở đây ấy, thì khi mà eSport ấy, thì chúng ta phải vào Discord. Đấy. Khi mà export cái thằng này ra ấy, thì thứ nhất ấy, nó export ra những cái file, cái đuôi file ấy, nó là cái file thiết kế nhân vật. Đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta export ra thì nó sẽ là cái file mà nó những cái đuôi của những cái phần mềm như là Unreal, như là 3D, ví dụ như là của bên Adobe. Nó giống như là kiểu đuôi đuôi Photoshop ấy. Đó. Đó cho nên là chúng ta muốn dùng được cái file này, nó không phải là MP4 nhé, nó phải MP4 đó. Thì muốn dùng được thì chúng ta phải đưa cái file thiết kế này vào một trong số các cái chương trình gọi là làm hoạt hình chuyên nghiệp, làm hoạt hình 3D chuyên nghiệp, đúng không ạ? Làm phim chuyên nghiệp đó. Thì cái đó thì là cái phần sau, cái phần đó thì Huy sẽ hướng dẫn sau. Đấy. Thế còn hôm nay thì chúng ta chỉ cần thiết kế ra nhân vật, sau đó thì cách dễ nhất là như này. Cách dễ nhất mà Huy làm ấy, đó là gì ạ? Là mình quay cái màn hình lại. Đấy, mình thấy cái đoạn nào được ấy, mình quay màn hình lại để mình gì ạ? Mình cắt đúng cái đoạn nhân vật đấy thôi. Đó. Ví dụ nhé. Thì Huy sẽ quay cái màn hình lại. Đấy. Huy sẽ nhấn Ctrl R này. Đó. Thì Huy sẽ quay cái màn hình này lại. Đó. Đúng không ạ? Đấy. Thậm chí với phần mềm này là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bằng gì ạ? Bằng điện thoại nhé. Đó, sử dụng bằng điện thoại nhé. Đấy. Đó. Đó.
Đó, có rất nhiều các cái động tác khác nhau này. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Có những động tác như vậy, sau đó là chúng ta ghép vào với nhau. Đấy, chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta sẽ ra được một cái bộ phim rất rất là hay. Đó. Thì chúng ta có thể chụp lại những cái tư thế của chúng ta để chúng ta đưa vào trong cuốn truyện tranh chẳng hạn. Ví dụ như là ở đây là chúng ta thiết kế một cái nhân vật cho cuốn truyện tranh chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nhân vật này để mà chúng ta đưa vào trong cuốn truyện tranh. Đấy, nếu như mà chúng ta đưa vào phim thì chúng ta cần phải dùng cái phần mềm chuyên dụng hơn để mà đưa vào phim. Đó. Ok không ạ? Nha. Nhảy rất máu. Đấy, chị em thấy không ạ? Đấy, rất thú vị đúng không ạ? Đấy, nhảy. Quay 360 độ. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái file này. Rồi. Chúng ta lấy cái file này. Chúng ta đưa vào trong CapCut. Được ạ. Rồi. Đấy, chúng ta chọn New Project. Sau đó là chúng ta kéo thằng này vào. Đấy. Xong rồi bây giờ chúng ta muốn cắt ra ấy. Thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ nhấn vào cái video này. Được chưa? Ở đây nó có cái phần cắt này. Đấy, cut it, cut it. Ở đây nó có cái phần cắt này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cắt lại đúng cái phần này thôi. Rồi. Confirm. Đấy, như vậy là gì ạ? Cái video của chúng ta bây giờ đấy, nó chỉ bằng đúng cái đoạn đấy thôi. Chúng ta có thể chọn cái khung hình là 43 đó, chọn khung hình 43 dạ. Rồi đấy, với các cắt là chúng ta thậm chí là còn có thể là gì ạ, là xóa đi cái phông này, là xóa phông thì nó vẻ là chưa được chuẩn lắm. Cắt xong. Đấy, ví dụ thế. Đấy. Đúng Thầy ơi, như thầy đang chia sẻ tab khác của thầy. không ạ? Không thấy à? Vâng. Bây giờ chia sẻ nãy giờ. Rồi. À, thấy chưa? Anh chị em thấy chưa? Dạ, thế rồi Nó hỏi ngay chia sẻ thế nó đang ấy phải gọi là ấy ngay. Đấy thì như vậy là gì ạ, là ở đây là chúng ta có thể lấy ra được cái video mà không cần phải xuất không phải export ra cái một cái phần mềm chuyên dụng, được chưa ạ? Đó. Đó.
và chúng ta sẽ lấy được những cái tư thế cũng như những cái hành động mà chúng ta mong muốn. Đồng thời là chúng ta có thể remove cái background đi. À, có rất nhiều các cái phần mềm có thể hỗ trợ cho chúng ta cái việc mà remove cái background nhé. Không phải dùng CapCut đâu, CapCut nó là một cái gọi là cơ bản nhất thôi. Nhưng mà chúng ta có thể rất nhiều cách để chúng ta remove background đi. Được chưa? Sau đó thì chúng ta có thể là gì ạ? À, thêm vào đây một cái background nào đó chẳng hạn đấy. Đấy, chúng ta thử thêm vào một cái background nhé. À, chúng ta thử thêm cái background vào này. Một cái nhà đi. Ok, nội thất đi. Đấy. Chúng ta có thể đưa vào một cái nội thất trong thiết kế của chúng ta. Ở trong phòng khách đi. Đấy, sau đó chúng ta đưa nó xuống dưới, nhận kéo lên trên, đưa xuống dưới. Đấy, thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã đổi được cái hình nền cho cái video của mình. Anh chị em thấy không? Đấy. Thế việc của mình đó là gì ạ? Là đưa vào đâu, ghép vào đâu thì đấy là cái ý tưởng. À, và chúng ta sẽ cái ý tưởng để làm cái phim, cái video thì cái này nó cao cấp hơn, nó sâu hơn, nó kỹ hơn. Nó không giống như thằng kia thì nó dễ nhưng mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không tùy biến được. Thằng này thì nó sẽ tùy biến được tốt hơn. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng nó với nhiều mục đích hơn, nhiều ứng dụng hơn, được chưa ạ? Đó. Thì ở đây chúng ta có thể di chuyển nó rồi là zoom to, zoom nhỏ, cái theo cái mong muốn của mình, nhá. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là có cái vị trí nó ngồi chẳng hạn đấy. Đấy, ngồi đây, ngồi chẳng hạn. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tách cái này ra. Đấy. Easy. Đấy. Thì chúng ta tách cái free cái này ra. Được chưa ạ? Đó. Riêng cái này chúng ta tách ra. Đó. Thì chúng ta đưa nó vào đây. Đó. Đưa vào trong cái chỗ chỗ ngồi này. Đấy. Chúng ta đưa vào kiểu vậy. Mình đã thấy là hợp lý luôn đúng không ạ? Đấy. Đúng không ạ? Đấy, thì cái này là cái kỹ thuật để mà làm video rồi là làm truyện tranh thì cũng rất là hay, rất là thú vị. Ok ạ. Và hôm nay thì chúng ta chỉ học cái cơ bản nhất đó là tạo ra cái nhân vật thôi. Còn cái việc mà sử dụng cái nhân vật đó để mà ghép vào các cái bộ phim phim rồi các thứ thì chúng ta cần học sâu hơn, học kỹ hơn. Chúng ta cần phải học từ cái kịch bản này, kịch bản phim này. Đấy, học về các cái lời thoại, đối thoại ở trong cái đoạn phim này, các cái kịch bản này. Rồi chúng ta cần phải học cách để ghép vào chúng vào với nhau này. Đúng không ạ? Đấy, các cái nhân vật nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau như nào này. Thì nó sẽ mất thời gian hơn, nó tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy biến được tốt hơn. Ok nhé. Đúng không ạ? Ngày hôm qua chúng ta chỉ cần dùng cái mà của thằng iPhone ấy. Chúng ta chỉ dùng cái thằng của iPhone ấy là chúng ta đã tạo ra được cái đầu hoạt hình ấy, đúng không? Với các nhân vật khác nhau đấy thì mình chỉ nói rằng chỉ cần ứng dụng cái đó thôi là chúng ta đã có thể xây một cái kênh TikTok của nó rất là thú vị rồi.
hoặc là ứng dụng cái Meitu thôi là chúng ta có thể xây dựng cả một cái kênh TikTok thú vị rồi, hoặc là ứng dụng thằng Kaiber thôi thì chúng ta có thể xây dựng một cái kênh, được chưa ạ? Và đây là một cái ứng dụng khác, một cái cách khác để chúng ta gì ạ, chúng ta tạo ra cái hình ảnh avatar của bản thân mình đấy, được chưa ạ? Đấy. Đấy, đúng không ạ? Thì cái này là do cái demo cho nó chạy lung tung, còn nếu mà mình làm ấy thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái camera, đúng không ạ? Giữ nguyên cái camera để mà chúng ta có được những cái động tác mà sau đó là chúng ta ghép vào nó sẽ dễ hơn. Đó, ví dụ thế. Rồi tùy vào cái góc độ lúc mà chúng ta ghép vào ấy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ có những cái góc độ khác nhau, quay trái, quay phải ở sau lưng chẳng hạn. Đó, thì đó thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái cảnh, ví dụ cái cảnh mà chúng ta nhìn thấy trước, cảnh nhìn sau lưng, đó kiểu kiểu như vậy, thì có nhiều cái cảnh, nhiều cái động tác khác nhau giúp cho chúng ta tạo ra được một cái khung hình thật là đẹp và dễ để mà có thể là làm những cái ứng dụng cao hơn. Như Huy nói là hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng này để mà làm video, hoặc sử dụng ứng dụng này để làm gì ạ, để làm truyện tranh. Cái đơn giản nhất để chúng ta có thể đó làm, đó là chúng ta làm truyện tranh, được chưa ạ? Đấy. Làm video thì nó sẽ phức tạp hơn bởi vì mình phải chỉnh các cái frame, rồi là chỉnh các cái góc, chỉnh các cái lời thoại. Thì chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một chút về cái phần phần dựng phim. Đấy. Tuy nhiên thì cái phần đó thì nó là phần nâng cao, phần cao cấp, và hiện nay thì Huy không 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 thể nào dạy trong vòng một buổi được, mà chỉ có thể là giới thiệu cho anh chị em biết được là mình có thể làm được như vậy thôi, ok không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta tập trung là tạo ra cái nhân vật này và có thể đưa nó vào trong cái việc mà làm cái truyện tranh như thế này, là nghĩ là rất là ok rồi, đúng không ạ? Là riêng một cái ứng dụng này thôi ấy, là đưa vào truyện tranh thôi là rất là hay. Rồi, ở đây xong đó là chúng ta có thể là import thêm thêm text, chúng ta thêm text vào đây, chúng ta có thể thêm vào đây những cái lời thoại, đúng không ạ? Đấy, cái hoặc là chúng ta sử dụng Canva. Đấy, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng Canva để mà làm cái việc này cực kỳ dễ. Ok không ạ? Có anh chị em nào đã làm được rồi ạ? Có anh chị em nào đã làm được chưa ạ? À, bây giờ anh chị em làm đi, sau đó là chúng ta sẽ có bài tập, đó là anh chị em sẽ tạo ra được một cái demo nó tương tự như này. Đấy. Tương tự như là cái mà Huy đã giới thiệu lúc đầu á. Đấy. Làm sao anh chị em làm ra được cái demo tương tự như này. Thế là cũng ngon rồi, cũng thành công rồi. Đúng Còn nếu mà để tạo ra được một cái đoạn clip, đoạn video hoặc là một cuốn truyện dựa trên cái thằng này thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian anh chị ạ, nó sẽ mất khá nhiều thời gian nhé. Trong một buổi thì không thể nào dạy hết được, thì cái phần đó thì mình sẽ đưa vào cái lớp mà chuyên sâu, của lớp mà dành riêng cho cái việc làm hoạt hình, và cái lớp đó thì chúng ta sẽ học vào 1-2 tuần nữa nhé. À, lớp đó chúng ta sẽ học 1-2 tuần nữa. Riêng cái lớp đó phải học đến 6 buổi. Lớp đó học 6 buổi, được ạ? Thì mới ra được tác phẩm. Ok không ạ? Rồi, anh chị em đã nắm được cái việc để mà tạo ra được cái nhân vật hoạt hình của chính bản thân mình, đúng không ạ? Hoạt động một cách gọi là rất là trơn tru như vậy. Và anh chị em chúng ta biết là bài tập là chúng ta phải làm tạo ra một cái video nó đơn giản, nó ngắn giống như cái video của Huy thôi. Ok không anh chị em? Được không ạ? Nhá. Hello. Thì bây giờ mình thực hành luôn đi ạ. Mình thực hành luôn tạo ra được cái nhân vật là xong nhá. Thì sau đó thì Huy sẽ hướng dẫn thêm cái việc mà chúng ta sử dụng AI để mà làm video tiếp theo nữa. Rồi, chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để thực hành nhé. Thực hành trong 5 phút.
chúng ta thực hành đi, sau đó là khi mà chúng ta thực hành ấy, mà chúng ta vướng ở đâu ấy, chúng ta hỏi ấy, thì nó dễ. Nếu không ấy, là lúc sau là mình làm nó bị vướng, mình không có người hỏi là mệt lắm. Thầy ấy chưa đăng ký được tài khoản thầy ạ. Tài khoản đăng ký dễ mà, tài khoản đăng ký dễ mà, mình chỉ cần đăng nhập bằng Gmail, bấm vào cái tài khoản Gmail mình đã đăng nhập sẵn rồi, là cứ thế mà vào thôi mà. Đăng ký tài khoản thằng này có vấn đề gì đâu, nó miễn phí mà. À, mình không export nha, mình không export nha. Export này nó chỉ dành cho những cái phần mềm chuyên dụng nha, những cái phần mềm chuyên sâu để mà làm video 3D ấy, để làm hoạt hình 3D ấy. Đó, thì cái này mình sẽ không dùng nha, bởi vì cái này mình thiết kế ra và sau này mình đưa vào các phần mềm đó để mình tạo ra video 3D. Thằng này nó chỉ phục vụ với việc thiết kế thôi. Đấy, còn cái việc mà tạo ra video 3D là thằng khác. Được chưa? Đấy, nó sẽ là export ra cái đuôi là đuôi GLB á. Được chưa? Và cái đuôi GLB là bây giờ mình chưa dùng được, mình chưa học, mình chưa dùng được đâu nha. Mà cái này mà Huy chia sẻ cái này thì nó mất thời gian và nó sâu hơn, sâu quá. Sâu quá anh em nghe sẽ không hiểu gì, bắt đầu lại thấy chán ngay, thấy nản ngay. Mình không export mà mình quay màn hình hoặc là mình chụp màn hình để mình lấy những cái động tác, được không ạ? À, Huy có ý tưởng là chúng ta mới chỉ đơn giản là sử dụng cái này để làm truyện tranh thôi nhé, làm cái này để làm truyện tranh thôi, làm đã rất là ok rồi. Ok ạ, dùng cái này để làm truyện tranh này là rất ok rồi, không cần thiết là phải sử dụng những cái kỹ năng làm video quá là cao cấp, đúng không ạ? Nếu mà kỹ năng làm video cao cấp thì nó lại không phải là AI nữa rồi. AI nó phải làm sao để người bình thường không biết, lại không biết gì cũng làm được. Mình chụp là chụp màn hình nhé, đừng dùng cái điện thoại chụp, nó không đẹp đâu. Ok chưa, anh chị em làm được chưa? Mình phải thực hành nhá, thực hành, thực hành. Không thực hành là không hiểu gì đâu.
tiệp với em, nhờ anh một tí, thầy đi đi đâu mất tiêu rồi. Chưa chia sẻ cái màn hình anh nhìn đồ em xem cái này nó là thế nào ấy nhỉ. Sao? Thế đến cái đoạn này nó là cái gì nhỉ? Thế thì nó lên cái này ấy ạ. Mình chọn bừa đi. Bữa em vừa chọn bừa một cái nó lại ra cái này. Nhấn vào thế nào, Dạ. mình nhấn vào ABC, mình nhấn đại vào thế nào, không nhấn được Không đấy, nhấn đại vào ấn OK đấy, đúng rồi. được. Cái này xong rồi mình làm gì? Cái này mình nhấn OK đi, nhấn mình ghi cái tên mình vào. Rồi thế thôi, nhấn Như này là được. OK. Ừ, đấy, sau đó mình đăng ký này, first name này, last name này. Có vừa đăng ký rồi mà thầy. Chắc là nó bị lỗi Thế gì đó. nhỉ? Đăng ký không được. Cái này ấn như nào ạ? À? Ấn ấn A luôn ạ. Các bạn thấy. Như này là cái gì? Mình bách lại đi, mình bách lại đi. Ấy đừng bách thế, bách đấy là mất luôn đấy. Thành đâu ạ? Enter kìa. Không à. Link product. Mình nhấn hai cái mũi tên ở bên dưới này, cái mũi tên lên, đi lên đi dưới này. Đấy, nhấn vào mũi tên thế nào. Đi. Rồi, đi lên thế nào. Rồi lên nữa xem nào. Nó chỉ thế này No, mình trả lời no đi. cái No đi. B Ở bên. Nhấn OK. gì ạ? Chắc phải viết cái gì đó. Ừ. Kéo nó xuống nữa. Đấy, nhấn một. Rồi. Nhấn Rồi. no. Đó. Bấm vào đấy xem nó có hiện không, hiển thị đấy. Lesson 5K. Cái 5K 10K là gì đấy ạ? Không quan trọng đâu. Vẫn được nhỉ? Nó thế nào ấy thầy ạ? Bấm vào đấy xem nào. Đúng rồi, nó không Xong rồi lên. mình ghi đại Không. vào, mình ghi gọi là no. 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 OK. Nó khảo sát thôi mà. Ủa? Bấm vào đấy. Bấm vào xem ra gì không. Không, nó không lên cái gì thế ạ? No. À? Cái gì không ấy, đến no. Thì không hiểu. Không cần hiểu. Yes, no đều được hết. Sign me up, A đi. Rồi, submit. Đấy, mình tên, ghi tên của mình vào. Rồi, nhấn tạo dự án. Đó. Sử dụng tên miền, sao lại phải sử dụng tên miền?
Thì mình vào tên miền hạnh.avatar.dev xem. Vào tên miền hạnh.avatar.dev xem. Nó cho mình một cái website luôn để mình dùng luôn á. Ừ. Mình thử gõ trên trang công cụ, mình thử gõ hạnh.avatar.dev xem. Hoặc copy rồi đấy mà. Ấn vào đây là không được các thầy. Ấn làm sao được, copy mà. Rồi, copy cho vào cái thẻ mới, sang thẻ mới, dán vào đấy. Nhớ là xóa cái dấu trống, nó có một cái dấu cách kìa, nó có cái dấu cách kìa. Đấy. Xóa dấu cách đấy, nhấn enter. Rồi. Giờ mình nhấn tiếp tục với Google. Đấy, mình nhấn tiếp tục với Google đúng không? Ấn tiếp tục với Google rồi thế ạ. Rồi, thì bây giờ là mình có một cái trang web mới, nhấn nhấn tiếp tục xem nào. Đấy. Rồi mình đăng nhập bằng cái Gmail lúc nãy. Đấy. Bây giờ tắt đi, giờ tắt đi, tắt đi. Nhiều ích đi. X Ừ. luôn. Đúng rồi. Đấy. Thì bây giờ nó đang chọn khuôn mặt này, thấy không? Đến đoạn chọn khuôn mặt thế này, thấy chưa? Đúng Vâng. này, x tiếp đi, x tiếp đi, x tiếp đi. Đấy, thì bây giờ nó là mới tinh, chưa có gì nhá. Đúng nhỉ? Bây giờ mình Vâng. muốn tạo một cái avatar mới thì chúng ta nhấn vào nút thêm vào kìa. Đây ạ. Ờ, đúng rồi. Đấy. Thì với cái máy Mac ấy, thì bây giờ như này, chúng ta cầm điện thoại, chúng ta cầm điện thoại lên, chuyển sang cái chế độ là chụp hình, chụp cái đưa lên cái QR code này, nó ra cái đường link ấy, mình nhấn vào cái đường link đấy. Và cái chụp hình ở đây. Đúng rồi, vào chụp hình Ấn vào cái đường rồi link. nó sẽ ra một cái là gì ạ, take off glasses đúng không, tức là bỏ kính ra đúng chưa. Đúng mình rồi, nó bảo bỏ kính ra. mình có thể là gì ạ, xem cái hướng dẫn của nó bằng cách là vuốt sang trái, à vuốt sang phải. Dạ. Buộc tóc Mũi lên. ra. Rồi, xong nó buộc tóc lên đúng không? Vâng. Rồi, vuốt sang phải nữa, đó là gì ạ? Mũi À, lấy ánh sáng. ánh sáng tốt đúng không? Vâng. Đấy. Rồi, làm ba cái hình ảnh. Hình ảnh là gì ạ? Thẳng trước mặt, nhìn trái nhìn phải đúng không? Vâng. Chúng ta nhấn vào nút scan. Có nút Bây giờ scan không? ấn scan luôn đúng không ạ? Đúng rồi, ấn scan. Bây giờ mình sau khi ấn scan ấy thì mình chọn là gì ạ? Là male hoặc female, tức là nam hay nữ, được chưa? Ví dụ mình là nữ, mình chọn là female, xong rồi nhấn tiếp tục, được chưa? Đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình scan thôi. Đấy. Cho phép Cho phép rồi. này Ok không không ạ? ạ? Sang trái hay sang phải? Sang trái trước. Đi thẳng thẳng trước mặt trước. Thẳng rồi Thẳng trước mặt xong sang trái, xong sang phải, nó có cái mặt hướng dẫn á. Có mặt hướng dẫn ở bên phải đấy. ạ. Ok Được rồi ạ. chưa? Rồi, xong rồi thì nó có nút ok đấy, xác nhận đấy. Các bạn up upload luôn thầy. Ừ, upload đi. Đúng không? Có thể mình up bằng máy điện thoại luôn là được ạ. Không, up luôn ở ở trong cái web đấy luôn, mình cứ nhấn upload đi. Xong rồi nó báo cái gì Từ từ ạ. đấy, nó đang tải kìa, Đang nhìn lên trên đang màn hình máy tải. tính nha. À, nó kết nối với Thầy điện thoại máy không tính có nha. thầy không biết làm kiểu gì luôn. Đơn giản thôi mà, nó có hướng dẫn hết rồi, nó lại hướng dẫn bằng tiếng Việt đây này, mình chỉ còn chịu khó mình đọc tiếng Việt nó ra thôi mà, có gì đâu. Không như thầy mà không hướng dẫn là không biết dùng cái máy điện thoại để mà làm luôn á. AI nó thông minh thế rồi, mình chỉ cần thông minh một tí thôi là mình sử dụng được nó thôi, đúng không? Nó có lên được không? Ơi, quét lên điện thoại không làm được, vừa hướng dẫn chị Hồ Họng Hạnh làm được rồi đấy. Chưa lên được thầy ạ. Đợi một tí, nó tạo, nó mất thời gian, nó hơi lâu.
Rồi, bạn Hồ Băng thì làm đến đâu rồi? Băng bạn ấy siêu lắm. Ngọc Băng làm đến đâu rồi? Đang lộ chỗ nào? Quét mà nó chưa nhận khuôn mặt, nó có nhận hay không nhận đâu, mình chỉ cần chụp cái ảnh thôi mà. Nó báo sao gửi cái lỗi xem nào. À, nó không giả. Chị refresh xem nào. Refresh cái trang này xem nào. Đến rồi cái nút mũi tên tròn bên trên trên bên phải này, à, bên trái này, chỉ refresh cái trang này xem nào. Cái này à? Và alo thế. Đấy, nó được rồi đấy. Ôi chết rồi. Đi đi kéo. Đấy, và bây giờ bắt đầu là chị chọn đi loại cơ thể này. Đấy. Đây là đang chọn cái này là loại cơ thể đây. Đấy. Đấy, chị cứ chọn đi xem cái nào thấy mình ước ý thì mình nhớ. Rồi, lấy cái người bé bé này bên trong. Rồi, cái người đấy là gầy, da đen hay da trắng. Đấy, kéo đi. Ra thì phải bấm vào ra thầy. Rồi, anh Việt Ra. đến cái đoạn đấy là ngon rồi, thấy chưa? Ra để như thế này được rồi thầy ạ. Thế Ở còn thì xong đấy. này đúng cái gì nữa? Rồi, ở bên trên này nó có mấy cái này, cái đầu người này, cái áo này. Đấy, chị nhấn sang cái đầu người này. Để nhấn Được. cái tóc ở bên cạnh này, ở bên trên, bên trên Đây đây là người trẻ đấy, mà. đại khái là mấy cái trên đấy, chị cứ bấm đại đi, không chết đâu mà lo. Đấy, đây là kính, đây là giấy, đúng không? Đây này. Không hiểu cái lỗi như là cái băng, bạn Hồ Ngọc Băng gửi cái lỗi của mình lên trên xem nào. Đấy, chị có thể thay đổi về tóc này. À cái này hình như nó bị che cái ấy đi, cái zoom. Đang bị che ở cái zoom rồi ạ. Đó, đúng rồi đấy, không nhìn thấy. Tóc này. Hôm nay đi. Đây là dưới là tóc nam rồi. Đây là nam. Nam nữ là một kiểu luôn đó. Bỏ file vào trong CapCut vào đâu để xóa phông nền? Nó có phần trong CapCut nó có phần cắt ao ấy, trong vào phần cắt ao ấy, xong mình chọn là auto cắt, thế là xong. Mình chụp cái lỗi mình gửi vào trong cái phần chat này này nhé. Chị bấm đại vào đi. Rồi cho đại một cái vào này. Cái Cho đại. nào nhìn trông nó nữ tính tí, cái này nam tính quá. Chọn quần Chưa áo nhìn ở đây cái này được này, đang nhìn không ra thầy ạ. nam. Chọn cái quần ngắn váy ngắn xanh xanh như kìa, cho nó sexy À tí. Ừ. Wow, wow đấy, thấy chưa? Trông nó wow hay là sao mà để làm avatar được của có nhìn nó giống mình không? buồn cười quá. Được thôi, cứ làm nào cho nó giống mình nhất đi xem nào. À, thế thì lấy cái này cũng được cho nó công sở. Đấy. À, được, trông hợp lý đấy. Rồi.
rồi Biết. Áo, kính, mũ. áo kính mũ không cần thì mình ấy cái Giày là cho nó phù hợp. giày thì nó phải phù hợp, có giày 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 nữ không, Đây không không có giày nữ thầy ạ. giày nữ à, giày nữ thì mình cho nó cái giày gì đấy nó phù hợp xem nào, Đây phù hợp đâu lúc này à? cho giày ấy cái đấy không hợp cho cái giày bên trên thế nào, cái vì dép ý được dép đấy cái giày đấy xem Này giống màu đấy thế là cũng được rồi, phù hợp rồi tạm thế rồi thế đấy. Xong bây giờ là mình thử các động tác xem này. thế nhưng mà cái này thì ví dụ như cái này chẳng hạn. Thử Cái này như kiểu thể thao ấy thầy cái gì thôi. Ừ, thì ạ. đấy nhảy đấy. À, thôi để nhảy đi thầy. Đấy xong bây giờ ấy là có hai cách, một đấy là mình quay lại cái màn hình này, dùng một cái phần mềm nào đó để quay màn hình đấy. À, trên Mac thì nó cũng có cái nút để quay màn hình đấy. Ở trên Windows Windows 10 thì dùng cái phím phím Windows, phím An cộng phím R thì nó sẽ tự động nó quay màn hình. Có phím nào quay ở trên này á, nó quay ở chỗ nào đâu thầy? Cái này quay màn hình trên Mac thì mình không 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 rõ vì không dùng máy Mac, không rõ. Có anh Tiệp anh dùng máy Mac chắc anh biết. Anh Tiệp ơi, nhờ anh chỉ dùng với. Gì rồi em? Anh đang sợ Em việc đang muốn khác quay cái màn hình này thôi anh. hả? Em đang muốn quay cái màn hình này mà em dùng máy móc em không biết dùng như nào ấy. Anh chỉ giúp em. Quay màn hình á? Vâng. Thầy bảo quay màn hình nhưng mà em Dùng dùng máy tổ móc. hợp phím Shift cộng phím Command cộng phím 5. Là chụp chứ. Đây là chú. Có cả phần quay thì Có quả cả táo ấy, phím quả táo đấy, là phím shift với phím 5 thì là nó có phần chụp quay màn hình. Thì nhưng mà em chọn vào phần quay màn hình. nó có Nhưng mà em phải cài máy Mac của em phải cài cái Camtasia. không cần Camtasia, không cần Camtasia nó tự động có sẵn luôn. Cũng có luôn cả cái ấy nhưng mà nó quay xấu lắm, cái quay quay chán lắm, hình ảnh các thứ của cái sẵn có trên Mac nó không hỗ trợ như Nó chỉ cần tương đối thôi mà ấy. thì em cứ giữ shift control đấy xong rồi ấn ở cái phần rìa ngoài cùng, cái thanh trượt ngoài cùng nó có cái chữ quay ấn vào đấy, có chữ quay hoặc chụp đấy thì em ấn vào chữ quay xong là ấn quay thì là nó sẽ máy Mac nó hiện lên cái nhấp nháy đỏ ở góc màn hình như này, thì là có nghĩa là nó sẽ quay quay lại tất cả màn cuộc ngày hôm nay. Nhưng Có nghĩa là bây giờ em ấn shift này với lại command hay là control ạ? làm gì có căn quả táo Command ấy, phim quả táo có măng ấy, quả táo em đâu thấy quả táo đâu. Thấy cũng có phim quả măng. táo thì là cái phím có măng Có măng, shift có măng với số 5 cái gì shift ạ? ừ, cả tổ hợp đấy, ấn cả tổ Shift có măng 5. Đấy. đừng có làm việc này nào. Ấn sang cái ghi cái thanh đấy dây dao ra ngoài cùng ở vào phía bên phải Đây đây ạ. xem nào, Đúng rồi, để ấn muốn xem nào, vào ấn ghi này như thế này, thế nó đã được chưa? thì nó đang ghi lại vào cái màn hình của em đấy, Nó đang ghi rồi đấy. đang ghi rồi đấy. Thế xong rồi dừng thì mình sẽ ấn như thế nào Nút ạ? stop À đây đây phải có ấn nút là dừng. escape thoát hẳn tắt ra xong là ấn vào cái thanh đấy là dừng thì mới được. Đây đây dừng luôn rồi, em ấn dừng luôn rồi. Đấy. Thì đấy. Rồi, bạn nào cũng Hồ Ngọc Băng là không được như nào, chưa hiểu lỗi của bạn như nào. Lên được hình rồi, nhấn vào cái dấu trắng ở giữa để chụp. Được chưa? Rồi. Chứ Đấy, anh mình muốn gặp nữa đã gửi cho mình rồi, đúng rồi, gửi cho cái thằng đáng nghi này cái nó như nào.
Thế xong cái này là thoát ra luôn đúng không thầy? Chị có cái avatar động rồi, chị Đó đã gọi là đưa lên, kể cả đưa lên Facebook các thứ rồi là cũng thấy là cũng được rồi, nhưng mà chị quay vài cái động tác đi, xong chị ghép lại thành cái video đấy, đúng không? Quay vài động tác đi, xong nó ghép lại thành cái video, thì lúc đấy thì nó sẽ ra cái video nó rất là thú vị. Để em thử cái này thôi. Rồi, chị Hành tắt cái xe màn hình đi để xử lý xem cái lỗi của bạn Ban, xem lỗi như nào mất thời gian thì nó mình làm không được nó mất thời gian, chứ còn làm được thì nó lại nhanh. Cái này là đã quá là kinh rồi. Rồi, bản băng làm đến đâu rồi? Nhấn vào phím chụp thì nó sẽ như nào? Bạn 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 băng nhấn vào phím chụp thì nó sẽ nó hiện ra hình như nào? Nó đen thui à? Nhấn phím chụp thì nó đen thui à? Alo. Tắt luôn à? Thì nó chụp. Chụp xong thì sao? Chụp xong thì mình xác nhận cái là nó tự động nó up lên trên cái trang của mình. Không có chơi xác nhận. Mình chụp nha. Nó hiện sang cái, bây giờ mình có share được cái màn hình điện thoại không, hay là không cần share màn hình điện thoại được thì mình chụp từng bước đi. Đến cái đoạn nào mà ấy được chụp từng bước đi. Bước một rồi, ok quét.
Nó đen thui à? Mêu rồi, next. Đến đoạn này. Đấy, nó ra mặt đấy. Chụp nhưng mà đây nó lại không phải. Chụp xong thì nó vẫn phải giữ thế ấy chứ nhỉ? Lúc mà ra cái màn hình tiếp theo là nó màn hình nó đen thui à hay là như nào? Nó không ra cái mặt mình à? Cái màn hình nó đen thui giống như là cái màn hình số 1, 2, 3, 4, 5 này gì. Đúng không? Mình có bật mic lên nói được không? Cho nó dễ. Alo, Ừ. à nó có cái ảnh chụp nhưng mà khi mà mình có nghĩa là khi nào mà vẫn dấu nhân cho bên tay trái ấy là nó mới có ra hình của mình, nó mới có chụp mình, còn lại là khi mà mình mở như này nó có từ trực tiếp này là mình kéo nó sang này. Mình chụp xong thì nó có chuyển sang cái góc Không, khác. nó không có nút nào chụp cả, chỉ khi nào mà bấm vô tắt đi thì nó mới chụp mình. Không. Ừ, Là này dấu phone, em có thấy cái chỗ nào chụp hình đâu? cái hình tròn ở giữa đây. Hình tròn thì vậy là hình tròn, bấm hình tròn này, bấm hình tròn nó mới ra có từ hình trực tiếp này, rồi mình phải phải kéo ra này. Kéo chỗ nào? Có hình tròn ở giữa này, khi có hình tròn rồi. Này, một người hình này. Lạ nhỉ. Rai bây giờ là rai này mà mệt nhỉ. Cái đoạn này chụp hình mà lâu ghê luôn á. Do thiết bị của mình thôi chứ còn mình chụp mọi người chụp rất là nhanh thôi, đến như là chị Hạnh ấy là chị gọi là amateur như thế mà chị chụp còn vèo vèo cái xong chị Hạnh nhỉ, vẫn chụp Hạnh chụp mình Lạ nhanh thật, nhanh thôi. lạ thật, không biết cái nút nào đâu, không thấy nút chụp hình nha. Cái nút Rồi. trắng ấy, nút tròn trắng ấy chứ đừng đừng nhấn X với cả đừng nhấn back lại nó lại ra cái camera thường của mình thì sao được. Đây là mình đang chụp bằng cái trình duyệt, mình đang ở trong trình duyệt, đừng tắt cái trình duyệt đấy đi đúng không? Đấy. Rồi phải thử làm 3 lần nào. Lần thứ Ok nhá. nhất. Thì cái này chắc nó chỉ liên quan đến thiết bị thôi. Đấy, thiết bị của mình có thể là Rồi. nó có cái vấn tiền đề gì đó không hợp lý đâu. Lần thứ hai. À, chà, không được. Điên quá. Thôi anh thầy làm đi, làm rồi hôm sau em học tiếp rồi. Chán quá không vào được. Chắc là đập luôn cái iPhone này luôn đi. Để thử vậy, không iPhone thì dùng Android có được không? À, bây giờ mình thử một cái thằng nữa nhé, dùng AI để vẽ hoạt hình nhá, dùng thử một thằng nữa nhé.
Là kết rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một cái thằng nữa nha. À rồi, em đoán được rồi. iPhone chán quá. Phụ trợ. Rồi, ở đây mình sẽ dùng cái phần mềm này nhá, để mà mình tạo ra cái hoạt hình. Đó. Rồi. Xem ở đây là có không. Đây. Rồi. Không dậy được. Đây. Chúng ta sẽ tạo ra cái hoạt hình nó như này. Đấy. Từ một cái tranh vẽ của trẻ con này. Đấy nhá. Từ bức tranh vẽ trẻ con này. Đấy. Sao ạ? Nó biến ra thành cái hình động hoạt hình như này. Đó. Đấy. Và tất nhiên sau đó thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để làm những cái video ca nhạc ABC đúng không? Đó. Đó, từ những hình vẽ rất cơ bản, rất đơn giản của trẻ con như vậy là chúng ta có thể tạo ra được những cái nhân vật hoạt hình có những cái chuyển động cực kỳ dễ dàng. Ok bạn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này, cái trang web này, nó là sketch metademolab.com đúng không ạ? Chúng ta nhấn vào get start. Đó. Thì ở đây ấy, đầu tiên là chúng ta upload cái photo. Chúng ta upload một cái photo nó dạng như này. Được chưa ạ? Dạng hình vẽ như này. Đó. Bây giờ mình phải chụp một cái photo nào đó để mình upload lên. Thử nhé, xem này. Xem là trẻ con nó còn vẽ không, có vẽ ở đâu đây. Metadim Olap. À, hoặc là như này, chúng ta sẽ sử dụng Midjourney. Chúng ta sẽ sử dụng Midjourney để vẽ một cái hình vẽ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Midjourney. Rồi, chúng ta sẽ vẽ một cái hình vẽ. Đó, chúng ta sẽ mô tả cái hình vẽ. Đó là gì ạ? Tốt nhất là mình lại vào đây, mình vào phần dịch. Đấy, xong rồi mình mô tả cái hình vẽ của mình, đó là gì ạ? Hình vẽ nguệch. Hình vẽ một hình vẽ trẻ con. Đấy. Chà. Ừ. Hình vẽ trẻ con dạng vẽ tay hand drawing đấy, nguệch ngoạc đấy. Đấy rồi, đơn giản. Này ông ơi, Đấy. mở cái học tiếng Anh hiệu quả coi coi cái Zoom này, cái coi nó đang học cái này không biết. Rồi, tắt mic, tắt mic. Trời ơi. Rồi. Đơn giản. Rồi.
hình một một bạn trai, một công chúa, công chúa. Rồi chúng ta dùng cái này, chúng ta đưa vào Chrome của Midjourney. À quên mất, mình phải để cái gọi là nền, phông nền mình để là gì ạ, nền nền xanh, green background. Đó, trong lúc đó thì chúng ta có thể lên Google, chúng ta dịch là gì ạ, hình vẽ trẻ con. Đấy, chúng ta sử dụng những cái hình này này. Đấy. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái hình này. Đấy. Đây. Đó. Ta sử dụng cái hình này. Hoặc là hình này. Hình này, hình này. Đây. Sử dụng hình này nhá, hình này đẹp này. Đấy. Rồi. Download về. Dạ. Sau đó là upload cái hình đó lên này, được chưa ạ? Rồi nhấn next này, rồi nhấn agree này, rồi nhấn next tiếp này, next tiếp này, được chưa? Rồi đấy, chỗ này mà chúng ta thấy mất nét nào ấy, thì chúng ta tô lại, không mất nét thì thôi. Chúng ta nhấn next tiếp. Rồi ở đây ấy, là chúng ta bắt đầu chỉnh cái góc này. Đây là mắt, lông mày này, lông mày nha. Chúng ta chỉnh lên lông mày này. Dạ, chỉnh bên trên của cái mắt. Còn hai bên này ấy, là gì ạ? Là hai cái tai. Dạ, cái này ấy, nó là khung mặt, nó sát với cả khuôn mặt này, dạ, sát với cái vai ấy. Đấy, cái này là sẽ là ra cái vai nhé, hai cái vai nhé, hai khớp vai, được chưa? Đấy. Rồi cái này là cái khuỷu tay này, đấy cái bàn tay này, được chưa? Đấy. Được chưa? Chỗ này là chân này, đây là cái khớp đấy để di chuyển này. Đó, rồi bây giờ chúng ta nhấn next. Rồi, anh chị em thấy chưa? Đấy, là chúng ta đã thấy tạo ra được cái hình chuyển động từ cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới copy ở trên mạng về. Đấy, đúng không? Anh chị em thấy dễ thương không? Đấy. Được không ạ? Ok không? Ừ. Đấy. Thì với những cái này ấy, là chúng ta có thể là gì ạ? Sử dụng cốc cốc này là chúng ta có thể tải về được nhé, tải về được cái video này nhé, chúng ta có thể tải được về cái video này nhé. Đó, và video này sẽ được tải về với định dạng là MP4. Đó, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái video này để mà làm cái video hoạt hình, hoặc là mình có thể sử dụng cái này để làm cái truyện tranh, cũng thể là sử dụng cái này để tạo ra những cái clip ngắn ngắn, ok không ạ? Có rất nhiều cái động tác ở đây này, có nhiều động tác lắm, nhá. Rồi anh chị em thấy không ạ? AI nó giúp chúng ta làm rất là nhanh đúng không ạ? Rất là nhàn đúng không ạ? Đấy, và biến từ một cái hình ảnh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con thành cái gì ạ? Thành cái hình để mà gọi là rất là sinh động, rất là thú vị. Đúng không ạ? Đó.
Đó. Ok, anh chị em thử món này đi. Sau đó chúng ta download về, download hết về. Xong chúng ta ghép hết vào thành một file. Được chưa? Thì là xong bài tập. Ok không ạ? Nhá. Chúng ta có thể down về một phần cũng được, không cần phải down về tất cả. Nhá. Đấy, nhiều lắm. Nhảy nhót đi lại, dancing, đủ hết. Được chưa? Sau đó chúng ta đưa vào các cấp. Đấy, tạo đây. Rồi. Import toàn bộ cái phần mới download này về. Yeah, cả cái hình ảnh nữa. Đó. Đấy. Chúng ta kéo tất cả xuống dưới. Đó. Đấy. Đồng thời chúng ta kéo cái hình ảnh này xuống. Đó. Bắt đầu từ cái hình ảnh như này. Đấy. Xong bắt đầu là gì ạ? Nó biến thành cái nhân vật như này. Đấy. Cái này rút nhỏ đi. Đó. Yeah. Đó thì cái này thì chúng ta có thể tạo cái chuyển động như nó keyframe số 1 này. Được chưa? Đấy. Sau đó chuyển động như nó sang keyframe số 2 này. Rồi. Keyframe số 2 này thì chúng ta sẽ cho thu nhỏ nó vào này. Được chưa? Đó, mình chọn keyframe số 2 này. Đó. Chỗ này thì chúng ta có thể thêm một cái sticker hoặc là một cái hình vào đây. Thêm một cái hình vào đây. Được. Media Library, thêm cái hình này vào đây. Được chưa? Đưa trên. Đó. Rồi. Với cái hình này nó là hình vuông đúng không? Video này video vuông đúng không? Ừ. Thì cái này mình kéo ra nó thành vuông. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ nó sẽ như này. Đấy. Biến đổi đó. Anh em thấy không ạ? Đấy, biến đổi sau đó chúng ta gì ạ? À, điền thêm âm nhạc vào. Đấy. Rồi, thêm âm nhạc vào. Đây. Mình thêm nhạc này vào. Copy. Đấy, chúng ta đã ra được một cái video từ biến từ cái hình hình ảnh vẽ sang thành cái gì ạ?
đang thành cái video gọi là hoạt hình. Ra thấy không? Ok không? Cái cho nó nhỏ hơn. Không cần phải quá nhiều. Đấy. Đấy, sao vừa cái nhạc này là được. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ thêm phần tích vào nữa nhé. Chị ta. Thêm phần tích này nhé. Rồi, chúng ta sẽ thêm phần tích vào. Thêm phân tích á. Ừ. Chị về. Chị ta. Màu tích thì mình chọn là màu đỏ. Đấy, ở đây thì nó là dạng video Không tâm màu à? không cần AI cùng Nhưng con thích cái này lấy là màu hồng ra đi cơ. Con thích cái này màu hồng cơ. lấy màu sao màu Mình màu hồng đẹp. hồng đẹp Chứ, màu hồng đi mà. Đi. Màu hồng đi mà. đấy, Màu ví dụ thế hồng đi không mà. được, cái này không không chỉnh à, ví dụ thế. Thế là mình gọi là ví dụ thôi. Đấy, xong rồi mình xuất ra. Đấy. Mẹ kiểu gì đây? Đấy, thế là mình xuất Con ra được rồi. mẹ. Ok không ạ? Rồi, anh chị em thực hành đi. iPhone không làm được. Anh quê Yeah, video Linh Mầm tên là Android mới làm được. Thầy lưu ý dùng điện thoại Android nó. iPhone không chụp được cái kia lỗi nhé. Xin lỗi nhé, là mình dùng iPhone của mình dùng rất tốt. Không vấn đề gì cả. Chị Hạnh chắc cũng dùng iPhone. Chị Hạnh lấy chụp ảnh là cũng dùng iPhone đúng không chị Hạnh? iPhone thầy ạ. À, đúng rồi, iPhone dùng cực kỳ tốt nhé. Đấy. Ok không ạ? Không phải vấn đề tại iPhone hay không đâu. Tự nhiên chứ. Rồi. Anh chị em đã làm được đến cái phần này chưa? Cái phần gọi là từ hình vẽ chuyển thành video hoạt hình, từ hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con sang video hoạt hình. Đấy, anh chị em đã làm được chưa?
Rồi. Bây giờ anh chị em sẽ coi như là bài tập về nhà nhé. Anh Huy hướng dẫn tiếp một cái phần làm video hoạt hình nữa với AI nhé. Để có kịp thời gian không là sợ muộn nhé. Ok không Anh em về nhà làm bài tập vướng chỗ nào gửi lên cho nhóm hỏi. Ok không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một cái thằng khác nữa. Thằng ai? Cái gì? Thằng ai? Ừ. Tất cả. Ai? Thằng ai? Rồi. Cái thằng này là chúng ta sẽ sử dụng đó là Là cái này. đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ sử dụng đó là Adobe Character Animation Animator. Ok không ạ? Mình sẽ copy cái đường link này gửi cho anh chị em. Đó. Rồi. Đây là cái phần mềm gọi là chuyên dụng để mà làm những cái hoạt hình. Ừ. Tuy nhiên thì hiện nay nó đã cung cấp cho một cái gói gọi là miễn phí, dùng miễn phí và rất là thú vị. Đấy, chúng ta có thể nhấn là start for free. Đúng chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể là trả phí với giá là 52 53 đô một tháng. Đấy, 53 đô một tháng thì nó khoảng triệu mấy một tháng. Đúng chưa ạ? Đấy, tuy nhiên anh chị em nào mà muốn dùng chung tài khoản Huy thì Huy sẽ chia sẻ tài khoản anh chị em dùng chung với cái giá nó khoảng đâu đó khoảng độ tầm 300.000 một tháng thôi. Ngoài phần mềm này ra thì chúng ta còn dùng thêm được khoảng 20 phần mềm nữa, 20 phần mềm khác nhau nữa của cái thằng thằng Adobe này, Adobe này. Đây, chúng ta có thể dùng được dùng cả gì ạ? Cả Photo Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere, Acrobat Pro, Adobe Express, InDesign, After Effects, Lightroom, Animate Audition. Đấy, từng này cái phần mềm chúng ta được dùng miễn phí khi mà chúng ta mua cái tài khoản này với giá là 53 đô một tháng. À, thì Huy mua cái tài khoản này rồi. Bây giờ anh chị em nào mà muốn dùng chung thì Huy chia sẻ ra để nó bớt cái gánh nặng chi phí đi. Đấy, bởi vì cái này thì Huy mua, Huy dùng rất là nhiều. Huy dùng nhiều cái phần mềm khác nữa của thằng của cái nhà Adobe này, đấy, của công ty Adobe này, Adobe này. Công ty Adobe này có rất nhiều các phần mềm đó. Và đây là cái ngày xưa thì nó bán cái phần mềm offline và người ta thường hay crack để mà dùng. Nhưng mà bây giờ thì nó bán cái phần mềm online đó, và nó được cập nhật liên tục đó, thì nó cũng khá là hay rồi. Chúng ta quay trở lại cái này thì chúng ta sẽ xem cái phần giới thiệu trước đó. Đó là chúng ta có thể là gì ạ? Đấy, có thể là tạo ra những cái hình hoạt hình như này với những cái động tác rất là thú vị, được chưa ạ? Chúng ta có thể download về nhá, chúng ta có thể download về để mà dùng ở trên máy tính nhá. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Sử dụng cái camera để quay cái động tác của mình và cái nhân vật nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi theo cái động tác của mình thay đổi động tác như nào thì cái nhân vật nó thay đổi động tác như vậy. Cái mắt mình chuyển động, mắt nhân vật nó chuyển động theo, cái mồm mình chuyển động, mồm nhân vật nó chuyển động theo. Anh em thấy không, hay không ạ? Như vậy là làm hoạt hình với AI như này nó có dễ không ạ? Đấy. Ít nhất thì nó có một cái cách để mà chúng ta tạo ra những cái chuyển động và tạo ra những cái nhân vật nó dễ hơn so với cả ngày xưa. Chứ còn để mà tạo ra cả một câu chuyện thì nó cũng phức tạp đấy, nó cũng không phải đơn giản đâu. Nhưng mà các cái bước của nó bây giờ ấy, nó đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Đấy, tất cả những cái thứ gì ở đây nó chúng ta có thể lựa chọn, có thể thay đổi màu sắc hình ảnh của cái nhân vật này. Được chưa?
Đấy, thì đấy là cách để mà chúng ta tạo ra cái nhân vật mới của mình. Đấy, ngoài ra thì nó có rất nhiều những cái cảm xúc. Những cái cảm xúc đã được thiết kế sẵn rồi, chúng ta chỉ việc chọn thôi. Ok không ạ? Đó. Thì ở đây thì nó cho chúng ta dùng miễn phí. Đấy, ở đây thì nó có những cái phần hướng dẫn của mình luôn. Đó, đưa tay lên, đưa tay xuống này. Đấy, rồi sử dụng cái động tác của cơ thể của bản thân mình để làm cái động tác chuyển động của cái nhân vật này. Đấy, được chưa? Rồi tạo cái nhân vật này chỉ trong vòng có 1 phút này. Được chưa? Đấy, thì tương tự như vậy. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm nha. Đó. Chúng ta nhấn vào Start for free này. Thì nó có hai cái phần. Một cái phần đó là chúng ta download về. Được chưa? Chúng ta download về. Đấy, thì ở đây thì Huy đã gì ạ? Huy đã download về rồi. Huy download về rồi và Huy đã cài đặt rồi. Được chưa? Nếu mà anh chị em chưa cài đặt thì chúng ta sẽ chọn thằng Character Animator. Đấy, chúng ta gì ạ? Nhấn Install. Giống ở đây này. Có rất nhiều những cái phần mềm ở đâu. Đấy. Đấy. Có rất nhiều những cái phần mềm ở đây. Thì chúng ta nhấn vào Install. Được chưa ạ? Ví dụ như là chúng ta chọn thằng Adobe Character Animator, nhấn Install. Sau khi Install xong ấy thì nó sẽ hiện lên đây và chúng ta chỉ nhấn Open thôi. Được chưa ạ? Và Huy đã thấy nó hiện ra rồi. Đấy, là nhân vật hoạt hình AI vậy. Rồi. Đây. Ở đây là Huy đã gì ạ? Hiện ra ở đây rồi. Cái này là cái Huy đang ở cái chế độ là Pro. Pro thì nó nhiều chức năng hơn. Ví dụ đây, thôi, tí nữa Pro thì mình tính sau nhá. Đầu tiên thì Huy sẽ chọn cái starter đã. Đấy, cái starter thì nó ít cái nhân vật hơn, ít cái nhân vật mẫu hơn. Đó. Còn nếu sang cái Pro thì nó sẽ nhiều nhân vật hơn. Đó. Đấy. Quên không chọn con mèo này đáng yêu. Ừ. Mà quên đấy. Vỡ đổi con mèo đi. Rồi. Thì mình cứ dùng bản miễn phí đi, không sao cả. Bản này là bản miễn phí nhé. Bản miễn phí cũng rất là hay rồi, rất là thú vị rồi anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một cái nhân vật. Chúng ta sẽ lựa chọn một nhân vật nào đó. Đấy, thì đây, lựa chọn nhân vật này nhá. Không. Con thích nhân vật nào? Con mèo đáng Con yêu. mèo đáng yêu đây nhá. Không, con mèo màu vàng ấy. Con mèo vàng đấy là ấy, bố đang phải để mua cái bản bên này trước. Cái này. Cái này Đúng đây rồi. à. Đây. Rồi. Đấy thì nó sẽ tạo cái nhân vật cho mình. Đấy, Zuko Starter, nó gọi là tên là Zuko Starter. Với cái phiên bản gọi là với cái phiên bản free này ấy, thì mình không có điều chỉnh được, không có thay đổi được những cái thông tin thông số của nhân vật này. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng bản Pro ấy, là chúng ta có thể đổi cái tóc này, đấy, bỏ cái tai mèo đi này, đấy, có thể chỉnh cái kính này, chỉnh tất, nói chung là chỉnh tất màu sắc, tất tần tật các thứ mình chỉnh được hết. Chút nữa Huy sẽ cho anh chị em xem, đúng không ạ? Bây giờ thì Huy sẽ tắt cái camera ở bên zoom đi để nó hiện lên cái cam ở bên này. Đấy, anh chị em thấy cái cam của Huy hiện bên này chưa ạ? Và khi mà mồm Huy ở bên này á, mà mấp máy á, thì cái mồm của con bé này sẽ mấp máy này. Đấy, và khi mà Huy di chuyển người này, anh chị em thấy không ạ? Nó di chuyển người theo này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, rồi. Bây giờ nha, bây giờ Huy sẽ cho Chipa là gì ạ? Là record cái hình ảnh, cái video mà sử dụng. Chưa, cái bản Pro thì mới mới đưa tay được, còn bản này thì chỉ có nói thôi. Thì chút nữa mình sẽ chỉnh, chút nữa mình sẽ chỉnh động tác tác tay sau. Bây giờ chị ba nói nhà cho bố nha. Chị ba sẽ nói rằng là gì ạ? Các bạn ơi, các bạn vào học video hoạt hình với bố bố Huy nhé, đúng không ạ? Được chưa, được không, với thầy Quang Huy nhé, được không? Nào bố, bố bắt đầu quay nhá. Chị ba quay cho bố nha, đọc nói to lên nhá. Được chưa? Video rất là thích này, rất là vui này, con nói thế nào cho nó cho nó thật là vui nhỉ, chưa? Ok không? Rồi chuẩn bị này, 1 2 3 bắt Con đầu. muốn đổi cái tay. Không, đổ cái tay sau nhé, tí nữa. Bây giờ mình ghi ghi 1 2 3.
Sẵn sàng chưa? Một hai ba bắt bắt đầu. Đấy. Đó đi. Đó đi. Đó đi các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay em chia tên là Chi Ba An Quê. Và hôm nay tôi sẽ dạy một cái búp bê thật là thần kỳ, là con mèo tai hồng, tím, quần tím, mặt có kính và mắt xanh, vòng cổ và xanh như biển và xanh lá cây. Nó là khớp màu giống nhau như rất đẹp. Nó là tím đậm và tím nhạt. Nhìn cái kia ở phía Ừ, rồi, ok. bên này bên Thế thôi nhá. Thôi nhá, ok. Đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta đã có một cái đoạn video. Được chưa? Đấy. các bạn ơi, hôm Đấy, thì cái đoạn này là chúng ta sẽ cắt cái đoạn này đi, được chưa? Đấy. các bạn ơi, Được hôm chưa? nay em chia tên chị ba ăn cười. Chút nữa thì chúng ta có thể cắt đi những cái đoạn trống giữa cái đoạn mà Công đổi tài chị ba nói nha. Đó, đúng không ạ? là con mèo như cái kia ở phía này. Ok, chúng ta sẽ cắt đến đây thôi nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây các cái gì ạ? Các cái động tác nha. Đấy. Đấy, đưa đầu tiên là đưa động tác là vẫy tay này. Các Các bạn ơi. bạn ơi, chị ba ăn Đấy. bên Được chưa? bên này với cả bên này. Được chưa? Sau đó là mình đưa cái động tác này vào này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, xong rồi đưa động tác này vào này. Đấy, được chưa? Thử 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 khóc đi. Khắp đây rồi. Đấy, đưa động tác này vào này. Đấy, đưa động tác này vào này. Đấy, đưa động tác này vào này. Đấy. Với cả đưa động tác này này. Đưa Ừ. động tác Chúng ta có này. thể đã được rồi. Chúng ta có thể kéo cái động tác này này cho Động nó tác dài bên ra này. phải này. Thế phải đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, chỉ ra đây nha. Đấy, chúng ta phải kéo nó dài ra này. Đấy, động tác bên trái này, kéo nó vào đây này. Đấy. Đưa nó dài ra này. Đấy. Động tác dấu hỏi này. Đấy. Động tác này này. Ừ. Động tác này này. Được rồi, được Được rồi, được chưa? rồi, được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Các bạn ơi, hôm nay em chia tên là Chi Ba An Quê. Và hôm nay tôi sẽ lấy một cái bút da hồng, tím, quần tím, mặt có kính và mắt xanh, vòng cổ và xanh biển và xanh lá cây. Nó là khớp màu giống nhau như rất đẹp. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta đã gì ạ? Tạo ra được một cái video hoạt hình rất là thú vị với cái động tác tay rồi cái ánh mắt. Rồi từ từ tí nữa để bố nói. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể là gì ạ? Là thay đổi sang cái gọi là khung hình. Đấy nhá, chúng ta có thể thay đổi khung hình. Đấy. Đấy, chúng ta có thể thay đổi các khung hình khác nhau. Được chưa? Đấy. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì ạ? À, thay đổi cái nền, thay đổi background. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi sang các Không, cái background khác nhau. con Trật chữ tự. đổi. Rồi, rồi, rồi. Đấy. Con đổi. Đấy. Đâu? Đổi, đổi. Đấy.
hoặc là chúng ta để là nền trắng hoặc là nền xanh để chúng Không ta ghép vào các cái nên background nào không mà chúng không ta mong muốn. không nên không Đấy, được chưa sẽ ạ? thế này. Đúng không ạ? Đấy. Ok không anh em? Đó, thì như vậy là chúng ta có thể thay đổi nền này, để nền xanh này, để mà tách nền nó dễ này. Đó. Và sau đó thì chúng ta nhấn là sao ạ? Nhấn export nhá. Cho nên nhấn export này. Angry, Không angry. cần entry, mình có entry đâu. Được chưa? Chúng ta nhấn vào export này. Đây thì ở đây là chúng ta có cái file name đây này. Ở đây thì chúng ta có thể chọn cái chất lượng hình ảnh nhá, Con là đổi cái medium này, file. low này hoặc là high này, mình chọn high nhá, được chưa ạ? Ở đây là chúng ta có thể chọn cái gì ạ, cái đầu ra của cái hình ảnh nhá, đầu ra hình ảnh nhá, thì chúng ta có thể chọn về cái đầu ra hình ảnh ở đây. Đấy, được chưa? Đấy. Chúng ta giới thiệu đấy, cho nhấn xếp vào đó. Như vậy là chúng ta đã ra được một cái video giới thiệu. Cô chọn nhá. Chọn chọn nhá. Đâu rồi? Con muốn chọn hình hình bố vẽ. Không phải thì nó chưa xuất xong sao? Đây bây giờ mới năng suất này đó. Thì chúng ta đợi 1 phút thì nó sẽ xuất xong, thì nó sẽ gì ạ, ra được cái video cho Con chúng đi ta. về một tí. Đi về đi, xong gọi mẹ thấy chưa, đóng cửa vào. Đó, như vậy là xuất xong mà chúng ta đã tạo ra được một cái video hoạt hình cho riêng mình với cái động tác tư thế tay rất là thú vị, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy là làm có dễ không ạ? Làm rất là nhanh đúng không ạ? Rồi. Anh chị em thấy làm nhanh không ạ? Rồi, chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái bản Pro nhé. Cái bản Pro thì nó nhiều tính năng lắm. Đấy, và mình nhìn vào là mình ngợp luôn. Mình nhìn vào mình sẽ hoảng loạn luôn. Bởi vì nó có quá nhiều nút bấm, quá nhiều tính năng. Thì cái đấy nó chỉ dành cho đội nâng cao thôi. Đấy, và Huy trong thời gian tới thì Huy cũng đang nghiên cứu để tạo ra những cái video hoạt hình. Đấy, thành những cái không chỉ là video hoạt hình nữa, mà thành những cái phim hoạt hình ngắn ấy. Đấy, thành những cái phim hoạt hình ngắn, và sau đó chúng ta xây dựng cái kênh hoạt hình với những cái phim hoạt hình ngắn đó, dựa trên những cái kịch bản, rồi dựa trên những cái lời thoại các thứ ABC, thì dành cho trẻ con, dành cho người lớn đều được. Ok không ạ? Đấy. Và chỉ cần hoạt hình 2D như này thôi là cũng đã rất là thú vị rồi, bởi vì anh chị em biết rồi ấy, nó là cái thị trường làm hoạt hình ấy, nó là thị trường rất là tiềm năng. Kể cả chúng ta chỉ làm hoạt hình cho trẻ con để là xây kênh YouTube để kiếm tiền ở trên YouTube thôi, hoặc là chúng ta làm hoạt hình để cho các cái video quảng cáo ấy, các video quảng cáo của các cái công ty ấy, thì đấy cũng là một cách để chúng ta kiếm tiền, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sử dụng hoạt hình để có thể là xây dựng thương hiệu cá nhân, để làm các video ấy khác nữa. Ok không ạ? Đấy. Thôi được rồi, đổi tai nhé. Đấy, xong bây giờ thì chúng ta nhấn vào phần gì ạ? Use Pro này. Đấy, dùng bản Pro này. Được chưa? Rồi. Đổ tay nha. Đấy, khi mà chuyển sang bản Pro thì anh chị em nhìn thấy này. Ở đây ấy, là chúng ta thấy có rất nhiều các cái thanh này khác nhau để mà chúng ta điều chỉnh, đúng không ạ? Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh rất là chi tiết này. Đúng không ạ? Đấy. Mặc dù là chúng ta vẫn cũng có thể này. Đấy nhá. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì ạ? Check cả body luôn, check cơ thể hoặc check body luôn. Đấy, ở đây là chúng ta có thể check được cả cái body luôn. Đó. Tuy nhiên ở đây thì nó đang chưa check được.
Đó. Ngoài ra thì ở bên này ấy, là chúng ta có thể điều chỉnh được camera này, chỉnh được mặt này, đấy, face này, đấy, đầu, vị trí đầu này, cả đó, ba nữa. đấy, vị trí đầu này. Trang trang tử. Trang tử. Rồi mình có thể tạo ra các cái keyframe để tạo ra cái chuyển động đấy đấy, mình giơ tay lên này đấy chưa, giơ tay giơ chân lên tay bên này đấy chưa, đấy đó đấy chưa, đấy anh chị em thấy không ạ, đấy, mình có thể điều chỉnh rất là chi tiết như này đấy, nó đã tất cả các cái thành phần ấy nó đã được gì ạ, nó đã được tạo thành những cái mạng lưới như này rồi đấy ạ, và chúng ta có thể điều chỉnh lại được hết đấy, thậm chí chúng ta thể livestream này Không được đấy, tay được. chúng ta thể livestream này đấy chưa, Không đổi tay. đấy livestream qua một cái nền tảng nào đó Không đổi đấy, tay à. đấy chúng ta livestream trên nền tảng nào đó này đấy, thì chúng ta có thể live trực tiếp Đổi bằng cái hình tay ảnh này này. luôn đấy, cái Đổi này thì tay Huy sẽ hướng đi. dẫn anh chị em sau Đổi tay đó, đi. chúng ta có thể ghi này đấy. 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 Và chúng ta ghi, chúng ta thể vừa ghi, chúng ta thể vừa nói. Đấy. Chúng ta có thể vừa điều chỉnh cái tay này. Đó. Được chưa? Thôi, 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 thôi. Đấy. Thì đây là chúng ta đang ghi đè lên Sao không đổi cái đoạn khác. ta? Cái ghi đè lên cái đoạn kia cho nên là nó bị trùng thôi. Nó là tiếng động. Đấy. Chúng ta có thể vừa ghi, chúng ta có thể vừa nói. Đấy. Chúng ta có thể vừa điều chỉnh cái tay này. Đó, mình Thầy xóa nó đi. Đó, đó mình thầy rồi. thấy không? Thầy thế. Nên kiểu gì vậy? Cho nó mà. Thì không đổi. Sao không đổi tay? Không được tay. Ô, Đó. bố bảo đổi tay mà. Bố thử đi. Bắt đầu đi. Bố bắt đầu. Chờ một chút. Chúng ta có thể sử dụng Photoshop để mà có thể thay đổi hình ảnh của cái cô cái nhân vật này, Sao được chưa ạ? không đổi Rồi. tay được? Chúng ta có thể sử dụng cái một cái tab là Rig Rig bên này để mà chúng ta có thể thay Cười. đổi được những cái hình ảnh, những cái khung hình bên này. Đấy. Ví dụ nhé. Ở đây là chúng ta có cái Cái mèo dài. có cái tai này. Có cái mèo tai. Đấy. Thì chúng đấy lớp tai này. Tai nó là cái đoạn nào, icon Ears, ear một cái ear ear. ear left ear này, không phải head này đấy. Chạy qua. Đây đấy, được chưa, đấy đây là Cái gì vậy? đấy, chúng ta có thể xóa cái tay này đi. Mình cười. Left ear, đừng đụng vào tay của bố. Ok. Left ear. Để ai rồi? Ai rồi, ear này, Left ear. right, elbow, eye, left ear này. Đưa cái Cái gì vậy? bên này là left. Cái bên này ear đâu? Am rồi. Đợi bố một tí để bố tìm nha. Sao Đó là muốn cái gì? đổi yêu luôn à? Đúng rồi. Con như con đổi yên là cho con đổi Đó. Map eye face. Mouse nose. Face. Đây. Đấy. Chúng ta xóa nó đi.
Đó, thế là chúng ta bỏ đi cái đấy rồi. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi cái khuôn mặt, rồi rất là nhiều thứ chỉnh sửa ở đây. Rồi, sau khi mà chúng ta chỉnh sửa ấy, thì chúng ta phải gắn nó vào với cái khuôn mặt thì chúng ta chọn ở đây. Ví dụ, ở đây là Huy chọn về cái khuôn mặt. Đấy, chọn khuôn mặt. Thì ở đây, hoặc là chọn tay đi, tay trái, đúng không ạ? Ở đây là tay phải. Đấy, chọn ở đây. Đấy, thì anh chị em thấy không ạ? Nó chọn là nó cho chúng ta chọn cái nút ở đây này. Đó, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thay đổi cái vị trí này. Nó sẽ gì ạ? Nó sẽ thay đổi cái nốt này của chúng ta này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Chúng ta là Đó. không để đầu. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta sau khi mà chúng ta ghép vào một cái hình nhân vật này nhé. Đó là chúng ta ghép tất cả những cái các cái lớp với nhau, sau đó gì ạ, là chúng ta đưa nó vào ở trong cái nhân vật ở bên phải. Anh chị em nhìn thấy cái nhân vật bên phải này không ạ? Rồi những Mình cái sẽ miệng đưa này, vào tất cả mỗi các cái miệng này chữ S thì nó như nào, chữ lớp. D chữ nào, chữ A như nào, chữ U như nào, chữ O như nào. Đấy, thì với ứng với mỗi một cái chữ này thì nó sẽ có một cái hình khác nhau đó, và chúng ta cần phải thiết kế cái hình như vậy. Đấy, ví dụ như là ở đây thì Cách sắp chúng ta cũng có sắp thể không đẹp. tạo ra rất nhiều những cái lớp như này. Đấy. Con thích, con muốn happy. Rồi, đợi một chút rồi sẽ happy. Đấy, thì ở đây là chúng ta có rất nhiều những cái lớp ở đây và chúng ta có thể thay đổi ở trên Photoshop. Dạ. Còn đây là khi mà chúng ta ghép tất cả các lớp vào với nhau. Đấy, và chúng ta tạo ra được một cái hình nhân vật như này. Đấy, chúng ta gọi là gắn xương ấy anh em ạ. Tức là giống như lúc nãy ấy, chúng ta gắn xương ở trong cái nhân vật mà cái hình vẽ hoạt hình ấy, thì ở đây chúng ta gắn xương vào. Thế nhưng gắn xương ở đây ấy, thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn đi ra Sao ngoài. không đổi tay? Rồi rồi thế, bỏ tay rồi thế. Bỏ tay như con đổi. Thôi được rồi, bố đổ cho nhé. Còn một cái tay gì? Không có, không có tay, chỉ có mỗi tay thôi. Thôi bỏ lại cái tay đấy của con đi. Bố xóa mất rồi. Bỏ lại cái tay đấy đi. Thôi, bố xóa mất rồi. Thôi đi vào đi ngủ đi. Bỏ cái tay đấy đi. Bố xóa mất rồi. Sao như chỉ lại Tí nữa con nhé. câu ấy năm trước rồi em được Tí nữa được không? Thế nào? Đấy, ta chỉ lại chưa? Ok chưa? Giờ đi ngủ được chưa? Ngủ đi nhé. Thôi được rồi. Ngủ đi. Đó. Đi ngủ đi, đi ngủ đi để bố làm việc. Ok không ạ? Đấy. Thì đấy, có rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải chỉnh sửa. Nhưng mà đây là cách để mà chúng ta có thể tạo ra những cái nhân vật cho riêng mình, vừa độc đáo mà vừa gì ạ, vừa chi tiết. Nhưng mà để mà làm chủ được cái phần mềm này, để mà làm chủ được tất cả những cái thao tác này, thì chúng ta phải cần học một khóa mất rất là nhiều thời gian. Nó không chỉ là đơn giản là như vừa rồi, nhưng mà Huy thấy ấy, là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái bản free cũng đã rất là tốt rồi, đúng không ạ? Dùng cái bản free là đã rất ok rồi, chưa cần phải dùng đến cái bản pro nhé. Dùng cái bản free để mình sử dụng những cái cơ bản nhất để mà tạo ra được cái nhân vật, rồi tạo ra nhân vật, tạo ra được những cái hoạt cảnh, những cái hình ảnh, rồi những cái khác nhau nữa, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái này ấy, thì chúng ta có thể vào cái phần cái nhân vật này này, thì có nhiều người họ sử dụng và họ 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 có chia sẻ. Đấy, có một số người thì họ bán, một số người thì họ chia sẻ, cho nên là chúng ta có thể ép thêm các cái nhân vật này vào ở trên cái gọi là chợ market. Đấy, ở đây là có, chúng ta thấy có nhiều cái nhân vật hơn, đúng không ạ? Đấy, những cái nhân vật này có thể là nó có hoặc có thể nó không có. Đấy, ở trong cái
cái kia đó, thì chúng ta có thể download về. Ví dụ ở đây nó là gì ạ, là Vampire này, chúng ta download về này, chúng ta sẽ import thêm vào, được chưa? Chúng ta download về này, đấy, xong chúng ta nhấn import này, được chưa? Download về, đang download chưa xong, cái này đi, đấy, rồi chúng ta nhấn import này, được chưa? Download xong chưa? Đây, chúng ta mở cái file zip này ra này, export here này, đấy, Vampire này, đấy. Thì khi mà chúng ta sang đây chúng ta nhấn import nha. Đấy. Và download này. Đấy, chúng ta chọn là cái folder này. Đấy, chúng ta import các cái nhân vật này vào nha. Nó gọi là puppet, nó gọi là búp bê. Mỗi một nhân vật này nó gọi là file của nó là file puppet, tức là file búp bê. Đối mỗi một cái này nó gọi là một búp bê. Đấy. Mỗi nhân vật này nó gọi là một búp bê. Đấy thì chúng ta sẽ download những cái nhân vật này về. Đó, nó đang import này. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy. Là chúng ta có thể thêm vào các cái nhân vật khác. Đó. Đấy, chúng ta có thể thêm các nhân vật khác vào trong này. Đó. À, không, nó không vào đây mà nó vào thẳng đấy luôn. Import vào cái thì đây, import một cái thì nó sẽ vào đây. Đó. Đấy, ở đây là nhân vật khác, đúng không ạ? Nó thiết kế nhân vật cả cả một gia đình luôn, cả một gia đình vampire luôn này nhỉ, cả một gia đình vampire luôn. Như vậy là chúng ta có rất nhiều nhân vật để chúng ta sử dụng free và không cần phải mua bản pro cho nó phức tạp, đúng không ạ? À, vẫn có thể tạo ra được những cái video như thế, rất là hay, rất thú vị. Ok nhé. Đấy thì đấy là cách để mà chúng ta tạo ra những cái video hoạt hình rất là độc đáo, rất là thú vị, rất là lạ và rất là dễ nữa. Đấy, với cái bản Pro thì không nói, nó phức tạp, không nói. Đấy, nhưng mà với cái bản miễn phí mà thằng này nó có cái hay đấy là gì ạ? Nó có thể miễn phí mà nó lại vẫn có thể tạo ra được những video chất lượng cao, không có logo, tức là không có cái watermark, đúng không ạ? Rồi thêm vào nữa nó là gì ạ, nó không giới hạn về mặt thời gian, rồi nó cũng chế nó cho mình làm không giới hạn luôn, nói chung là miễn phí thoải mái luôn đấy. Còn nếu mà mình muốn tạo ra nhân vật riêng của mình muốn kết hợp với cả cái phần mềm để tạo ra những cái chuyển động các thứ thì nó sẽ phức tạp hơn và chúng ta sẽ phải cần học chuyên sâu. Ok không ạ? Đấy. Thì anh chị em nào mà muốn học chuyên sâu thì cái lớp chuyên sâu thì nó chúng ta sẽ đóng khoảng 3 triệu, học trong vòng khoảng 1 tháng, ít nhất là học 6 buổi. Huy thì Huy cũng chưa biết là 6 buổi anh chị em có nắm được hết không, nhưng mà ít nhất là sẽ phải học trong vòng 6 buổi. Ok nhé. Rồi. Đúng rồi. Đấy, như vậy là gì ạ? Ở đây là Huy hướng dẫn anh chị em, ngày hôm qua Huy hướng dẫn anh chị em ba công cụ để tạo video với AI, đúng không ạ? Ngày hôm nay Huy cũng hướng dẫn anh chị em ba công cụ để tạo video với AI, đúng không ạ? Đấy, và cái quan trọng nhất đó là anh chị em cảm thấy phù hợp với công cụ nào thì anh chị em nghiên cứu và sử dụng công cụ đó. Chứ còn không nhất thiết là chúng ta phải gì ạ? Phải nghiên cứu tất cả công cụ hay là chúng ta phải làm tất cả mọi thứ. Đặc biệt là chúng ta phải biết được cái nhu cầu của mình đến đâu. Đúng không ạ?
cái nhu cầu của mình cũng như là cái mục tiêu của mình. Đó, mục tiêu của mình đó là làm video để làm gì? Làm video để xây dựng thương hiệu cá nhân, làm video để quảng cáo, làm video để mà kiếm tiền. Tức là mình có thể kiếm tiền ở trên YouTube, có thể kiếm tiền ở bằng cách là gì ạ? Làm dịch vụ cho các cái công ty. Được chưa ạ? Đấy. Lúc nãy là cái camera nó đang bị ăn vào cái phần mềm kia, cho nên là bên này nó bị tắt mất. Đó, thì cái mục tiêu chúng ta làm video để làm gì? Nhưng đa phần những cái video mà Huy chia sẻ cho anh chị em ấy, nó đều là những cái phần mềm AI để giúp chúng ta làm video nó nhanh hơn, dễ hơn, tiện hơn rất là nhiều luôn. Đúng không ạ? Đấy, và sau đó thì chúng ta sử dụng thêm các cái phần mềm để cắt ghép nữa, thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái tác phẩm, những cái video hay. Ok bạn. Đấy, và anh chị em nếu mà muốn học chuyên sâu hơn để tạo ra những cái video thú vị, những video hay, những cái video hoạt hình đơn giản, thì chúng ta có thể là nhận là tham gia cái lớp là làm gọi là làm hoạt hình, đúng không ạ? Làm hoạt hình với AI. Thì khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng một hai ba công cụ kết hợp với một vài công cụ khác nữa, được chưa? Để tạo ra những cái kịch bản, rồi tạo ra những cái hoạt hình, nó giống như là chúng ta làm truyện tranh ấy, nhưng mà bây giờ không phải truyện tranh nữa mà sẽ là hoạt hình. Mà hoạt hình là nó level nó khác hẳn luôn, đúng không ạ? Phim hoạt hình, đúng rồi, nó gọi là phim hoạt hình, làm phim hoạt hình đó cùng với AI. Đấy. Đấy. Thì nó không chỉ đơn giản là những cái clip 10 giây như là MeToo nữa, mà nó sẽ phải sâu hơn một chút. Ok nhé. Rồi. À, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Anh chị em chúng ta có cái câu hỏi gì, hoặc là chúng ta có muốn chia sẻ điều gì, thì chúng ta có thể là gì ạ? Cùng nhau chia sẻ, được không ạ? Vướng chỗ nào anh chị em nhớ này, tất cả các những học viên của Huy, sau khi anh chị em học bất kể lớp nào của Huy, thì anh chị em chúng ta sẽ có được một cái quyền lợi mà các cái người khác không có, đó là chúng ta sẽ được một tháng chăm sóc. Tức là gì ạ? Trong một tháng đó chúng ta hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến những cái mà Huy đã chia sẻ, đúng không ạ? Bất kể những cái gì liên quan với những thứ Huy đã chia sẻ, anh chị em hỏi phần mềm khác Huy không biết, Huy không trả lời, hoặc là Huy biết Huy không trả lời, chưa chắc, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em hỏi về những cái phần mềm, hỏi về cái lỗi, hỏi về cái việc mà mình làm như này như kia, đấy, thì trong vòng một tháng anh chị em có quyền hỏi, được chưa ạ? Nếu anh chị em không hỏi thì anh chị em tự đánh mất cái quyền của mình. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đồng ý Huy là gì ạ? Là nhận cái quyền được Huy hỗ trợ, Huy chăm sóc, Huy gì ạ? Huy hỗ trợ giúp đỡ anh chị em. Thì ok, thì comment là ok đúng không ạ? Bởi vì Huy biết rằng là đôi khi là chúng ta học nhưng mà chúng ta chưa thực hành thì chúng ta có thể là gì ạ? Là quên mất, hoặc là chúng ta sẽ lỗi, có những cái lỗi nhỏ nhỏ mà chúng ta không vượt qua được, và rất nhiều người là ngại không hỏi. Sợ nhất là những người ngại không hỏi. Huy thì Huy rất là mong muốn giúp anh chị em chúng ta tạo ra được cái gì ạ? Cái sản phẩm. Đúng không ạ? Cho nên là cái mong muốn của Huy đó là anh chị em chúng ta cứ hỏi. Ngoài ra hàng tuần thì Huy đều có những cái chương trình đào tạo nối tiếp nhau, và mỗi chương trình đào tạo thì nó cũng sẽ có cập nhật những cái mới, cho nên anh chị em chúng ta sẽ được gì ạ? Sẽ được học đi học lại, học đi học lại, ít nhất Huy nói là ít nhất là anh chị em sẽ được học lại trong vòng một tháng, ít nhất là ba bốn chương trình tới, tức là chương trình các cái tuần tới trong trong vòng một tháng đó, thì ít nhất là anh chị em sẽ được học lại. Ok không ạ? Đấy. Rồi, anh chị em đừng ngại, đừng sợ là ui thầy bận rồi, là giận thầy lại giận thế này kia, không sợ đâu nhá chị Hạnh nhá. Cứ hỏi thoải mái, ai hỏi nhiều thì sẽ yêu, đấy, ai hỏi ít thì sẽ không yêu. Ok không ạ? Rồi. Thì cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng với Huy hai buổi tối vừa rồi. Thì anh chị em hãy chia sẻ cái cảm nhận của mình, đúng không ạ? Chia sẻ đôi lời những cái cảm nhận cũng như là những cái gì mình học được, tóm tắt những cái bài học, hoặc là cái dự định, cái kế hoạch của mình
mình sẽ sử dụng cái AI này, cái này vào việc gì đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút cho nhau, ok không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có bài tập, ngoài ra thì chúng ta có bài tập thì chúng ta nhớ làm bài tập nhá. Ok, thì xin mời chị Hạnh phát biểu đôi lời được không ạ? Cảm ơn thầy, chào thầy, chào tất cả các anh chị em. Buổi học hôm nay quá nhiều kiến thức luôn, rất nhiều kiến thức và Hạnh nghe xong rồi Hạnh còn thấy mông lung, bởi vì là thầy trao nhiều kiến thức quá nên là đầu nó loạn. Hạnh thấy là cái buổi học ngày hôm nay thì có cái phần mà để mà vẽ vẽ cái gọi là vẽ cái hoạt hình, để vẽ cái hình trẻ con ấy cũng rất là hay, xong rồi là cả cái phần mà tạo cái avatar của mình ấy cũng rất là thú vị. Nhưng mà Hạnh thì cái công nghệ của Hạnh nó rất là kém, cho nên là cũng phải chắc là cũng phải hỏi thầy rất là nhiều nữa mới có thể làm được. Ok chị, không Cảm vấn ơn đề thầy gì, chị cứ và cảm ơn tất hỏi cả thoải mọi mái. người. Dạ. Rồi. Ok, tiếp theo thì ai có thể chia sẻ được ạ? Phương có chia sẻ được không? À, xin mời Phương Xuyên. Em thích nhất là cái tranh mà nó thành màn hình đấy thầy, em vừa mới làm xong rồi thầy ạ. Làm xong chưa? Làm xong thì gửi bài đi. Em sợ em đọc bài rồi thầy Đọc bài rồi à? Ôi, ơi. siêu đấy. Quá giỏi luôn đấy. Làm đến đâu mà lại làm được theo đấy thì là quá là siêu Cảm ơn thầy ạ. rồi. Gửi vào đâu đấy? K2 gửi lớp nào đấy? Gửi chưa? Em gửi rồi, em gửi K2 thầy. À, đây rồi, đây rồi. Đây à? Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Úi dồi ôi. Kinh không? Đấy. Chắc ra. Anh em thấy không ạ? Rất là nhanh luôn, rất là siêu. Nó chỉ cần dùng một cái app để nó có thể là ghép những cái tranh cũng như là ghép những cái hình, những cái video vào thành, nó có cái template sẵn hết rồi, đưa vào nó tự động ra hết thôi. Đúng không ạ? Làm quá quá siêu, quá đỉnh luôn. Xin chúc mừng Phương Xuyên. Đấy. Em cảm Những ơn cái thầy. video như này nhá, thực ra ấy, là trẻ con nó cực thích luôn, cực cuốn, cực hút luôn đấy. Và có những cái video tương tự như này ấy, ở trên YouTube ấy, nó có hàng tỷ lượt xem luôn, hàng tỷ lượt xem luôn đấy trẻ, ở trên YouTube ấy. Tức là trẻ con ấy là cái gì ạ, cứ ăn cơm là nó xem. Ngày xưa là con là mình thấy cứ ăn cơm là xem hoạt hình kiểu kiểu vậy, mà xem toàn xem những cái hoạt hình kiểu vớ vẩn, nó chẳng có nội dung gì cả, nó chỉ đơn giản là cái nhạc nó cuốn, nó hay, rồi là gì ạ, hình nó nhảy sập sình lấp lánh, thế là nó thích đấy. Thì cái những cái video như này này thì nó gì ạ, nó rất là cuốn, rất là hay, rất là thú vị, rất thích luôn. Ok, rồi cảm ơn Phương Xuyên đấy, còn không những làm mà còn làm tốt hơn cả thầy, còn nâng cấp hơn đấy. Ok, cái video đấy là lúc mà em ghép này em dùng cái gì đấy? Dạ em ghép xin CapCut thế. À, dùng CapCut xong rồi thêm hiệu ứng là Dạ thêm hiệu ứng. rồi, ok thế thôi. Trên CapCut nó rất nhiều cái hiệu ứng khác nhau đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ, thêm các cái hiệu ứng vào cho nó bắt mắt đó, rất là thú vị. Rồi chúng ta chỉ cần biết rằng là có những cái thằng như vậy nó đã làm được như thế, là chúng ta đã có thể mày mò, chúng ta nghiên cứu và chúng ta sáng tạo được rồi. Và ở đây ấy, đó là chúng ta cần phải có một cái tinh thần sáng tạo, cần có một tinh thần sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và liên tục phấn đấu, liên tục cố gắng, đúng không ạ? Rồi
Bạn Hồ Ngọc Băng có thể chia sẻ được không? Hồ Ngọc Băng cũng rất là nhiệt tình. Hồ Ngọc Băng có thể chia sẻ được không? À vâng ạ, xin chào cả nhà. Thứ nhất là thấy tìm hiểu nhiều như này thì cũng chia sẻ như này cũng rất là hay, cho mọi gợi ý cho mọi người có cái ý tưởng. Với em thì thầy gợi ý ra những cái phần mềm đấy, rồi là hướng dẫn sử dụng như thế là cũng rất là hay ạ. Nên là về rồi là sinh ra cái nhiều cái ý tưởng. Thực ra thì mình cứ một là mình thử tham khảo trên YouTube với TikTok nhiều lên chút, rồi nhờ nhờ công cụ của thầy dạy đây thì mỗi người một cái tư duy sáng tạo riêng thôi. Với lại thứ hai nữa là muốn giỏi như thầy ấy, thì ra thì cũng cố gắng làm nhiều rồi thành giỏi không thầy? Chính xác. Rất tuyệt vời. Làm nhiều rồi mày mò nhiều, với thứ hai nữa cứ bỏ tiền vô bản quyền là nhiều ứng dụng hay thôi, còn không chịu bỏ tiền thì không sinh ra ứng dụng hay Đúng rồi, thôi. chuẩn luôn. Nên Phải là bỏ, muốn thử là phải bỏ tiền. đúng rồi, chính xác. Đừng ngại, đừng ngại cái việc mà mình trả tiền. Để trả tiền thì ra là nó là cái trải nghiệm cho mình. Tất nhiên là Với mọi người bây giờ thấy thầy hướng dẫn cho nhiều cái như thế này thì mọi người một là xem lại thấy cái nào phù hợp thì bỏ tiền, chứ đừng có bỏ tiền nhiều như thầy ấy. Thầy thì nhiều tiền là thầy thử, thầy nghịch là chuyện của thầy, đừng có lắng nghe từ lời thầy rồi thì bỏ hết tiền một loạt là xài không hết phần mềm đâu. đúng rồi, thực ra là như này, là Huy là cái người người đi đào tạo, cho nên là mình phải làm như thế, mình phải bỏ tiền ra để mình thử. Và cái giá trị của mình đó là mình thử, sau đó mình chia sẻ lại cho mọi người thì mọi người sẽ tiết kiệm được tiền, đúng không nhỉ? Thay vì mình ngồi mình mò từng cái một, xong vừa mất thời gian này rồi, bởi vì có nhiều cái nó không không tạo ra được cái kết quả đấy. Cái thứ hai nữa là mình sẽ mất rất là nhiều tiền, gọi là tiền thử nghiệm ấy. Cái tiền Đúng thử rồi nghiệm đấy, tốn lắm. đúng đúng rồi. Rồi Thế, thêm. nếu mà có nghĩa là có thầy đây thì thầy liệt kê cho một loạt danh sách như này thì mọi người cũng hình dung được, dễ hình dung được, nhưng mà phải thử cơ, phải thử, phải Đúng thử với rồi. lại va chạm rồi thì mình mới thấy cái nào thấy phù hợp. Như chưa thử bao giờ hoặc là chưa làm bao giờ thì như thầy nói đây chẳng qua là mình học cho vui vậy thôi, chứ còn làm sao, muốn giỏi thì phải thử. Đúng rồi. Đấy thì tùy vào cái mục tiêu của mình. Ví dụ tại sao là Huy giới thiệu là ít nhất là 6 loại AI khác nhau, và tùy vào cái mục tiêu của mình thì ở trong một lớp học thì có người thích cái loại này, có người thích cái loại kia, có người thấy cái này phù hợp, có người thấy kia phù hợp. Cho nên là mình giới thiệu nhiều cái để cho mọi người có thể chọn ra cái nào mà mình cảm thấy phù hợp nhất và ứng dụng vào trong cái công việc hoặc trong cuộc sống của mình. Đấy là một cái. Video bây giờ chẳng hạn như người ta thích xem TikTok hay YouTube hay trên Facebook ấy, là bây giờ là quyền người ta mà người ta xem rất là nhiều, nên bây giờ cái cách mình làm nội dung nó như nào thôi, rồi dùng công cụ nào làm cho nó nhanh và người ta thích thôi. Đúng Còn rồi. bây giờ người người, người smartphone ở Việt Nam là nhiều lắm, Đúng nên rồi. người ta cứ mở ra giống mình, người lớn còn hơn, cũng giống như trẻ con này, nghiện nghiện cái gì ấy mở chẳng nghe cơ. Mở không biết là hình hiểu hết nội dung hay không nhưng mà cũng cứ thích mở. Đấy. Hình như bây giờ ai cũng mở cái mắt ra, chưa làm gì, chưa sờ ai nhưng mà chỉ sờ cái điện thoại đầu tiên. Chuẩn rồi. Rồi vậy chào anh chị nhá, chúc anh chị Ok rồi. luôn vui khỏe. Rồi, rất tuyệt vời. Đấy, cảm ơn anh nha, Hồ Ngọc Băng. Rồi. Đấy, thì một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia cái chương trình học video AI. Đấy, và cái chương trình nó có một cái hay nữa là nếu như mà mình tự nghiên cứu ấy thì chúng ta sẽ phải có những cái phần mềm là chúng ta bỏ tiền ra. Nhưng sau khi mà học ấy thì chúng ta sẽ có những cái phần mềm ấy mà chúng ta có thể mua chung. Muốn thể mua chung, ví dụ như này, là Huy bỏ tiền ra để Huy mua, Huy thử nghiệm rồi thì bây giờ Huy chia sẻ cái tài khoản đấy cùng cho anh chị em, và anh chị em mua chung thì cái chi phí anh em sẽ giảm xuống rất là nhiều luôn, đúng không? Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy là một cái thú vị khi mà chúng ta đã có một cái lớp học, có một cái cộng đồng. Đấy, anh chị em chúng ta có thể liên hệ với nhau để cùng nhau mua chung, ok không ạ?
nhé. Rồi, thì hy vọng là trong thời gian tới thì Huy sẽ có những cái chương trình đào tạo mới hơn, và sẽ có những cái lớp hay hơn, thậm chí là sẽ có những cái lớp chuyên sâu. Ví dụ như là ở Huy có một cái nhóm nâng cao, thì cái nhóm này thì đầu tiên ấy, nó sẽ là được học tất cả các cái chương trình đào tạo của Huy, những cái chương trình khoảng độ 1-2 triệu này, thì anh chị em sẽ được học miễn phí cả năm luôn, giờ đến cuối năm. Đấy. Ngoài ra thì với những cái lớp nâng cao ấy, thì Huy sẽ tìm những cái giải pháp, tìm những cái cơ hội để mà cùng anh em kiếm tiền. Bao nhiêu anh chị em muốn, nếu mà Huy có một cái giải pháp hoặc có một cái cơ hội kinh doanh nào đó để kiếm tiền nào đó, thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em. Đấy. Nếu anh chị em muốn điều đó thì anh chị em hãy tham gia vào cái lớp nâng cao. Dạ. Đấy, tham gia vào lớp nâng cao thì chúng ta sẽ được học với nhau suốt cả năm luôn. Tất cả những chương trình như này anh chị em sẽ được học miễn phí, đúng không ạ? Đồng thời được học đi học lại. Ngoài ra có một cái điều rất tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ được gọi là như nào nhỉ? Yêu cầu, ví dụ như là chúng ta bảo là bây giờ em có cái vấn đề như này thì giải quyết nó như nào? Thì nếu mà Huy biết cách thì Huy sẽ xử lý, còn nếu mà không không biết cách thì Huy sẽ tìm cách để xử lý cho anh chị em. Đó, tức là gì ạ? Là mình yêu cầu một cái, ví dụ như hôm trước có anh yêu cầu là vẽ truyện tranh hộ cho anh ấy. Đấy, để mà anh ấy nộp bài. Đó, có những cái chương trình, có những cái người thì lại đang tham gia một cuộc thi. Đấy, thì cũng là gì ạ? Muốn mình tư vấn là sao là để dễ để đạt giải cuộc thi đó. Có những người thì lại quan tâm đến cái việc là làm vẽ AI, vẽ tranh AI để áp dụng trong thiết kế nội thất như nào đó, hoặc là một cái yêu cầu cụ thể nào đó liên quan đến cái AI, đến cái vẽ tranh liên quan đến video AI, tức là liên quan đến những cái phần mà mình đang chia sẻ đây, thì mà mình có thể đưa yêu cầu. Và sau khi đưa yêu cầu thì Huy sẽ tìm hiểu và Huy sẽ thiết kế một cái bài chia sẻ dành riêng cho cái người đó. Đấy là những cái người mà trong cái lớp nâng cao được ưu tiên như vậy. Thêm nữa thì tất cả những cái tài liệu mà Huy được học cũng như là Huy tham gia những cái chương trình, những cái lớp học Huy tham gia. Huy nói ví dụ như là những cái tài liệu của Huy, như là Huy có 4 cuốn sách về AI, một là cuốn về ChatGPT, một cuốn về gì ạ? Midjourney, một cuốn về ánh sáng, làm chủ ánh sáng trong Midjourney, một cuốn là làm truyện tranh với AI. Thì Huy có 4 cuốn truyện tranh, 4 cuốn 4 cuốn sách, thì anh chị em sẽ được gì ạ? Sở hữu 4 cuốn sách đó hoàn toàn miễn phí sau khi anh chị em vào trong lớp nâng cao. Ngoài ra nữa thì Huy cũng có rất nhiều các cái khóa học ở bên Học viện AI, bởi vì là giảng viên Học viện AI. Cho nên là tất cả các khóa học, hầu như là tất cả các khóa học của Học viện AI thì Huy đều có. Và anh chị em có thể được tham gia, được học tất cả các khóa học cao cấp bằng học của Học viện AI qua video. Tức là gì ạ? Những cái khóa học cao cấp đó đã được đóng gói thành các khóa học video. Đấy, thành các cái khóa học. Đấy, và anh chị em sẽ được truy cập vào cái gọi là tài nguyên đó để anh chị em có thể là gì ạ? Học tập không giới hạn. Huy chỉ nói là riêng một cái bộ tài liệu đó thôi ấy, thì bởi vì mỗi một cái chương trình, mỗi một cái khóa học về AI, về ChatGPT, về rất nhiều các cái chủ đề khác nhau, thì mỗi một khóa học đó trung bình nó rơi khoảng độ tầm 1 triệu đến 2 triệu. Mà hiện tại nó có khoảng độ tầm 18 cái khóa học khác nhau. Mình không nhớ chính xác là khoảng độ 12 đến 18 cái khóa học gì đó. Đấy, thì 18 cái khóa học gì đó anh chị em sẽ được sử dụng miễn phí. Mỗi khóa học đó trung bình là 1 triệu, thì tương đương với cả cái bộ tài nguyên đấy nó khoảng độ là 18 triệu. Ok không ạ? Đấy, nói chung là Huy có cái gì Huy chia sẻ anh chị em cái đấy nhá. Đấy, cho nó dễ. Được không ạ? Rồi, đấy thì anh chị em sẽ được hướng dẫn cách kinh doanh, cách kiếm tiền và ứng dụng AI này vào để trong cái kiếm tiền rất hay. Đấy nhá. Đấy, thế thì anh chị em nào muốn quan tâm đến cái lớp nâng cao thì chúng ta hãy liên hệ với bạn Trần Phương hoặc là bạn Phạm Hằng. Ok không ạ? Thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ anh chị em
Đấy, còn bây giờ thì xin phép là chia tay anh chị em chúng ta ở đây, hết cái buổi học video 2 ngày tuần này, còn sẽ hẹn lại anh chị em vào tuần sau. Ok bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị em ngủ ngon nha.